Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 154. Đại điện bên trong đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm, trong lòng không khỏi hít một hơi lạnh, nhìn về phía Quân Nhược Hoan ánh mắt đã không phải là tràn ngập hâm mộ, mà là có chút ghen ghét. Cho dù Quân Nhược Hoan cũng là kinh ngạc không thôi, ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Bản thân đảm nhiệm phó phủ chủ, đây hoàn toàn vượt quá Quân Nhược Hoan dự kiến, hắn thấy, mình có thể trở thành nhất điện chi chủ đã là Tiêu Phàm cho kỳ vọng cao. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà nhường hắn gánh nhâm phó phủ chủ, hơn nữa Tiêu Phàm không ở, còn có thể chủ tính chung vô tận thần phủ tất cả mọi chuyện. Trong này lợi hại quan hệ, các vị đang ngồi ai cũng rõ ràng. Nếu như Quân Nhược Hoan có hài lòng, cái kia vô tận thần phủ hoàn toàn có thể bị hắn tùy tiện đùa bỡn ở trong lòng bàn tay a. Cái này cỡ nào lớn tín nhiệm, mới có thể để cho Tiêu Phàm làm ra quyết định này đây. Dù là Tiêu Phàm để Huyết Vô Tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu gánh nhâm phó phủ chủ, bọn họ cũng sẽ cho rằng đương nhiên, dù sao Huyết Vô Tuyệt cùng Nam Cung Tiêu Tiêu chính là Tiêu Phàm sư huynh cùng huynh đệ. Hai người này trung thành thế nhưng là qua khảo nghiệm sinh tử, chẳng lẽ còn không bằng Quân Nhược Hoan sao? Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Huyết Vô Tuyệt sững sờ như vậy trong nháy mắt, cuối cùng khôi phục bình tĩnh, đối với Tiêu Phàm quyết định, bọn họ đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là bọn hắn cũng không biết. Tiêu Phàm vì sao sẽ như thế tín nhiệm Quân Nhược Hoan? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì Quân Nhược Hoan là quân gia người sao? Đám người âm thầm lắc đầu, đây có lẽ là một nguyên nhân, nhưng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Phủ chủ, thuộc hạ sợ hãi. Quân Nhược Hoan phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, cũng không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, ngược lại có chút không biết vì sao. Đó cũng không phải hắn làm bộ làm tịch đi ra, mà là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Ta nói ngươi được, ngươi là được. Tiêu Phàm ngữ khí 10 điểm lạnh nhạt, tựa như quyết định này cũng không phải là đột nhiên làm, mà là qua nghĩ sâu tính kỹ. Thế nhưng là, Quân Nhược Hoan vẫn còn có chút lo lắng, hắn lo lắng cũng không phải mình quản lý không được vô tận thần phủ, mà là lo lắng những người kia không phục mình. Bàn về tu vi, hắn bây giờ cũng chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ, mặc dù coi là không tệ, nhưng là cùng Tiêu Phàm bọn họ so sánh. Đều có một đoạn chênh lệch rất lớn. Bàn về địa vị, hắn đã từng chẳng qua là Tiêu Phàm một cái cấp dưới mà thôi, chỗ nào có thể so sánh từ vừa mới bắt đầu theo lấy Tiêu Phàm huynh đệ đây. Chỉ là, không đợi hắn nói xong, Tiêu Phàm liền ngắt lời hắn, không có cái gì có thể là, ngươi nếu không nguyện ý, ta có thể thu hồi câu nói mới vừa rồi kia, người khác nếu là không nguyện ý, tùy thời có thể tới tìm ta nói câu. Đám người thần sắc ngưng tụ, Tiêu Phàm lời nói đến đây. Kia liền là làm cho tất cả mọi người đều ngậm kín miệng, ai nếu không phục, dám tìm Quân Nhược Hoan phiền phức, Tiêu Phàm nhất định sẽ không bỏ qua. Nhận được công tử tín nhiệm, Nhược Hoan định lấy cái chết tương báo. Quân Nhược Hoan trịnh trọng cúi đầu, Tiêu Phàm lời nói đến đây, nếu như hắn còn không có gánh nổi đảm đương, cái kia ngay cả chính hắn đều xem thường bản thân. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu nói, nửa năm sau, vô tận thần phủ cử hành khai phủ lễ mừng. Quân Nhược Hoan, do ngươi lý giải nhất cái điều lệ đến, tứ điện quy hoạch, lại có các điện điện chủ tự hành an bài. Là, đám người nhao nhao trịnh trọng đáp. Rất nhiều người đã 10 điểm chờ mong, làm vô tận thần phủ xuất thế một khắc này sẽ là cái dạng gì, nghĩ đến nhất định có thể uy chấn man hoang cổ cương. Đương nhiên, bọn họ cũng biết, vô tận thần phủ muốn thành công đặt chân man hoang cổ cương, cũng không phải là dễ dàng như vậy, chí ít. Không cho phép vô tận thần phủ tồn tại thế lực là hơn đếm không hết. Nửa năm sau, vô tận thần phủ nếu là không cách nào thành công đặt chân, vậy cũng chỉ có thể biến thành lịch sử. Một trận chiến này, đối với Tiêu Phàm bọn họ mà nói, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Giao phó xong một ít chuyện, Tiêu Phàm liền để đám người tán đi, Tiêu Phàm cũng trở về chỗ ở của mình. Mấy ngày sau, thiên võ cổ vực mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động. Lấy Thiên Võ Thần Sơn làm trung tâm, ở cách xa nhau mấy chục vạn dặm ra ngoài địa phương, bốn tòa kiếm phong trong vòng một đêm đứng thẳng hiện. Kiếm phong phía dưới, phân biệt đứng thẳng bốn tòa kiếm bia, bên trên viết Thu La Phong, Huyết U Phong, Chiến Hồn Phong cùng Thiên Hạ Phong. Bốn tòa kiếm phong tựa như hộ vệ đồng dạng, đem Thiên Võ Thần Sơn bảo hộ ở ngay trung tâm. Ở ngọn núi bên trên, kiến tạo bốn tòa rộng lớn đại điện, cái này bốn tòa đại điện. Theo thứ tự là Tu La Điện, Huyết U Điện,
Chiến Hồn Điện cùng Thiên Hạ Điện. Kiếm Phong phía dưới, chính đang kiến tạo 4 tòa trong vòng 1000 dặm thành trì, trong thành trì đường phố nhìn như lộn xộn, nếu có tâm người nhìn thấy, những cái này đường phố cùng cung điện chính là lấy một loại nào đó huyền diệu quy luật kiến tạo. Tất cả những thứ này, tự nhiên là Tiêu Phàm thủ bút, 4 tòa thành trì chính là hắn hoa 3 ngày chăm chú suy nghĩ bố trí trận pháp. 4 cái trận pháp không chỉ có lẫn nhau độc lập, hơn nữa cùng Thiên Võ Thần Sơn phía dưới thành trì hô ứng lẫn nhau, đồng thời, Thiên Võ Thần Sơn phía dưới thành trì cũng đang khuếch trương. Ngày thứ 7, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, Thiên Võ Cổ Vực đổi tên là Vô Tận Thần Vực, Thiên Võ Thần Sơn đổi tên là Vô Tận Thần Sơn. Thiên Võ Thần Sơn tu sĩ biết rõ việc này về sau, có loại không rõ kích động, nhưng kích động sau khi, lại là vô cùng khẩn trương. Phải biết, thần vực danh tiếng, nhân tộc 3000 địa vực, đã có rất ít người xưng hô như vậy. Xưng hô thế này, nếu là bị các đại cổ cương biết rõ, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí dưới cơn nóng giận, trực tiếp làm cho người đến hủy đi Thiên Võ Cổ Vực cũng không nhất định. Bất quá Tiêu Phàm lại không có để ý tất cả những thứ này. Bốn phía đế vực có lẽ khó chịu cái tên này, có thể sẽ tìm đến phiền phức. Nhưng man hoang cổ cương, tại những cái kia đại thế lực trong mắt, vô luận là Thiên Võ Cổ Vực cũng tốt, vẫn là Vô Tận Thần Vực cũng được, đều không có tư cách để bọn hắn đi đặc biệt để ý. Một đầu voi, lại làm sao có thể quan tâm một con kiến tên gọi là gì đây? Một ngày này, Quân Nhược Hoan rốt cục sắp xếp xong xuôi một mảnh 20 vạn dặm địa vực. Hơn nữa vừa lúc ở Chiến Hồn Phong cùng Vô Tận Thần Sơn tầm đó, cái này khiến Tiêu Phàm hết sức hài lòng. Tiêu Phàm tìm đến Nam Cung Tiêu Tiêu, cùng Quân Nhược Hoan cùng nhau chạy tới khu vực kia, cũng đơn giản dò xét một vòng. Phủ chủ, không biết nơi này đã thỏa mãn. Quân Nhược Hoan khẽ mỉm cười nói. Địa phương không sai, Tiêu Phàm gật gật đầu, ngay sau đó lấy tay vung lên, hư không trong nháy mắt tối sầm lại. Chỉ thấy một tòa cự đại thành trì nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Quân Nhược Hoan tất cả giật mình, bất quá rất nhanh, Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt liền lộ ra nụ cười, nói, Lão Tam, đây là Chiến Hồn Đại Lục. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, nói, Lão Nhị, Chiến Hồn Đại Lục, ta coi như giao cho ngươi. Yên tâm, Nam Cung Tiêu Tiêu gật gật đầu. Sau đó Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Quân Nhược Hoan nói, Nhược Hoan, Chiến Hồn Điện còn tương đối yếu ớt, ta không ở trong lúc đó, nhiều chiếu cố một chút. Yên tâm đi, công tử. Trong âm thầm, Quân Nhược Hoan vẫn là xưng hô Tiêu Phàm là công tử, hắn cũng biết Tiêu Phàm 10 cái trọng tình nghĩa người, cái này Chiến Hồn Đại Lục, chính là Tiêu Phàm quê hương. Như thế, ta cũng yên tâm, chờ nửa năm Vô Tận Thần Phủ xác lập, ta cũng nên đi vạn tộc thí luyện cổ lộ, đến lúc đó, Vô Tận Thần Phủ sự tình, các ngươi đều nhiều hơn hao tâm tổn trí. Hoa 2 ngày, Tiêu Phàm đem Chiến Hồn Đại Lục tất cả tu sĩ toàn bộ đều chuyển tới mảnh đất trống này, sau đó nhìn thật sâu Quân Nhược Hoan cùng Nam Cung Tiêu Tiêu một cái nói. Hai người cũng trịnh trọng gật đầu, trên mặt hiện lên 10 phần tự tin. Tiêu Phàm xử lý xong Chiến Hồn Đại Lục sự tình, trở lại Vô Tận Thần Sơn, liền tiến vào trạng thái nhập định, hắn cũng đang vì nửa năm sau khai phủ lễ mừng làm chuẩn bị cuối cùng. Thời gian một tháng. Năm tòa thành trì ở Nhạc Nhân tộc và mấy chục vạn tu sĩ dưới sự cố gắng kiến tạo hoàn thành. Ngày đó, Vô Tận Thần Vực thải hạ ức vạn, điềm lành đầy trời, từng đạo hào quang xen lẫn ở trên vòng trời không, thanh thế cuồn cuộn. Tất cả mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn không trung, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và mê mang. Cũng may hà mang rất nhanh liền biến mất, Vô Tận Thần Vực cũng khôi phục bình tĩnh. Những ngày tiếp theo, Vô Tận Thần Vực tu sĩ chỉ cảm thấy thần linh chi khí tăng cường mấy lần có thừa, rất nhiều tu sĩ tốc độ tu luyện rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Thậm chí, ngắn ngủi thời gian mấy ngày, đã có người đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Tu sĩ khác biết được việc này, nhao nhao chạy tới Vô Tận Thần Vực, nghĩ tìm một chỗ bế quan tu luyện. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc là, phàm là tiến vào Vô Tận Thần Vực tu sĩ. Đều trước tiên bị Vô Tận Thần Vực tuần tra tu sĩ phát hiện, bị khu trục ra Vô Tận Thần Vực. Cái này khiến những tu sĩ kia 10 điểm phẫn nộ, nhưng ở mấy lần giết gà dọa khỉ về sau, lại cũng không ai dám khiêu khích Vô Tận Thần Vực uy nghiêm. Sau 3 tháng, làm huyết u cổ vực đại quân gần sát Vô Tận Thần Vực về sau, lấy Thương Vân cổ vực, Tử Dương cổ vực, Huyền Nguyệt cổ vực cùng huyết u cổ vực làm giới hạn,
48 cái địa vực, tất cả đều trở thành vô tận thần phủ một bộ phận. Kết quả này, để Vạn La đế vực những nơi khác thế lực giật nảy cả mình. Nguyên bản bọn họ cho rằng Tiêu Phàm thực lực, tối đa cũng liền có thể thu phục 3-4 địa vực mà thôi, nhưng hôm nay, lại dòng dã đã thu phục được 48 cái địa vực, nhất cử trở thành Vạn La đế vực đệ nhất đại thế lực. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm thành lập vô tận thần phủ, sáng tạo tứ điện, cùng nửa năm sau cử hành khai phủ đại điển tin tức lan truyền nhanh chóng, không chỉ có vang vọng Vạn La đế vực cấp dưới các đại thế lực. Thậm chí, lân cận những cái kia đế vực cũng đã nhận được tin tức này, lập tức nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn. Vạn La đế thành, Diệp gia phủ đệ. Diệp Khuynh Thành ngồi ở một tòa sân nhỏ, pha lấy một bình trà thơm, trong tay cầm một tấm thiệp mời màu vàng. Diệp Khuynh Thành nhìn xem trên thiệp mời chữ viết, nhíu mày, âm thầm trầm ngâm nói, vô tận thần phủ. Sau 3 tháng khai phủ lễ mừng, Tiêu Phàm cử động, hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Tiêu Phàm thực lực đã như thế cường hãn, hơn nữa dã tâm cũng xa so với lúc trước càng lớn hơn rất nhiều. Thật lâu, hắn nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, nhìn qua vô tận thần vực phương hướng, tự nhủ, sau 3 tháng, ta sẽ đến. Thiên Vân đế vực, Thiên Vân đế thành. Một tòa rộng lớn cung điện bên trong, Lục Kinh Thần ngồi ngay ngắn ở thủ tọa phía trên, nghe phía dưới hai cái cấp dưới báo cáo, trong tay cầm một tấm thông thường thiếp mời. Nhìn xem trên thiếp mời phương mời, Lục Kinh Thần nhíu mày, trong mắt lóe lên một vòng không kiên nhẫn, thậm chí phẫn nộ. Thật sự là trên tay tấm thiệp mời này quá bình thường, liền xem như bình thường tam lưu thế lực thiếp mời, cũng so cái này cần đại khí rất nhiều. Nhưng bây giờ danh xưng Vạn La đế vực đệ nhất thế lực vô tận thần phủ, lại cầm chương này thông thường thiếp mời đến chế nhạo hắn, cái này khiến hắn làm sao không giận đây. Cái này rõ ràng là nói cho hắn Lục Kinh Thần, thiếp mời ta đã cho ngươi, ngươi thích tới hay không nha. Kỳ thật, nếu như là Tiêu Phàm hạ thiếp mời, chắc chắn sẽ không dạng này chế nhạo Lục Kinh Thần, có thể tấm thiệp mời này, lại là quân nhược hoan hạ. Thượng cổ thời kỳ, Lục gia thế nhưng là quân gia nô bộc, với tư cách chủ nhân, há lại sẽ cho nô tài thiếp mời. Nếu như không phải xem ở Tiêu Phàm mặt mũi, đoán chừng quân nhược hoan liền thiếp mời đều chẳng muốn phía dưới. Vô tận thần phủ, thật đúng là thật to gan, đây là mời lân cận các đại đế vực vực chủ chứng kiến sao. Lục Kinh Thần lạnh rên một tiếng. Trên mặt đều là khinh thường. Cũng khó trách hắn khinh thường, một cái mới thành lập thế lực mà thôi, vậy mà mời các vị đế vực vực chủ chứng kiến, đây là đem mình cùng các đại đế vực vực chủ làm chuẩn sao? Xem như nhất vực chi chủ, những ngày qua, Lục Kinh Thần cũng biết Vạn La đế vực phát sinh sự tình, biết rõ Tiêu Phàm thực lực cường đại, hơn nữa còn có một cái thánh đế cảnh thuộc hạ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không đem vô tận thần phủ để ở trong mắt. Đừng nói vô tận thần phủ chỉ có được 48 cái địa vực, chính là có được gần 100 cái lại như thế nào đây? Nếu như không có dùng thiếp mời đến nhục nhã hắn, Lục Kinh Thần có lẽ cũng sẽ không tức giận như thế. Nghĩ vậy, Lục Kinh Thần dùng sức một nắm, thiếp mời lập tức vò thành một cục, thiếu chút nữa thì bị hắn hủy đi. Bất quá cuối cùng hắn cắn răng, vẫn là lưu lại thiếp mời, trong lòng lạnh giọng nói, hừ, bản tôn nếu là không đi. Hắn còn tưởng rằng bản tôn sợ đây. Lục Kinh Thần khoát khoát tay, đại điện bên trong hai người trong nháy mắt biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, Lục Kinh Thần đột nhiên nhìn về phía đại điện một cái góc bên trong, nói, quỷ lão, qua 3 tháng ngươi theo ta tiến về thiên võ cổ vực một chuyến, làm sao? Nói xong, đại điện trong góc, lập tức đi tới một đạo hắc ảnh, hơi hơi thi lễ nói, điện chủ phân phó, lão nô sao dám không theo? Lục Kinh Thần nghe vậy, hài lòng gật đầu, lửa giận trên mặt lúc này mới chậm rãi biến mất. Chuyện như vậy, không chỉ có phát sinh ở Vạn La Đế Thành Diệp gia cùng Thiên Vân Đế Vực, Vạn La Đế Vực chung quanh mặt khác mấy đại đế vực cũng toàn bộ đều được mời. Bao quát Minh Viêm Đế Vực, Thiên Kiếm Đế Vực, Thương Lan Đế Vực, Phong Lôi Đế Vực, cùng Đại Hoang Đế Vực 5 đại đế vực, nếu như tăng thêm Thiên Vân Đế Vực, một bên kia là 6 đại đế vực. Làm quân nhược hoan bọn họ biết được Tiêu Phàm vậy mà mời 6 đại đế vực thời khắc, trong lòng đều vô cùng ngưng trọng. Phải biết, trừ cái này 6 đại đế vực, nhưng còn có đông đảo cổ vực, nếu như cũng đứng ở vô tận thần phủ mặt đối lập mà nói, cái kia vô tận thần phủ coi như thật phải đối mặt rất lớn áp lực.
Lần này, nếu là qua không được một kiếp này, Vô Tận Thần Phủ đoán chừng sẽ bụng tử thai bên trong, trở thành số đại đế vực ở giữa một cái chuyện cười lớn. Mà lúc này, Tiêu Phàm chính đang một tòa cung điện bên trong tu luyện, trên người bình tĩnh như thường, tựa như đối cái này đều rõ như lòng bàn tay một dạng. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở hai mắt ra, trong tay lại là xuất hiện một mai ngọc phù, nhìn xem ngọc trong tay phù, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Quỷ Thiên Cừu, Tiêu Phàm nghe ngọc phù bên trong truyền tới thanh âm, hơi sững sờ, trên mặt đều là kinh ngạc. Từ khi tầm 10 năm trước, Quỷ Thiên Cừu đi theo đám bọn hắn tiến vào Bách Sát chiến trường về sau, liền triệt để đã mất đi tung tích, Tiêu Phàm cũng không có đặc biệt đi tìm. Nhưng hắn không nghĩ tới, Quỷ Thiên Cừu vậy mà lại chủ động tìm chính mình. Nếu như không phải bây giờ nghe Quỷ Thiên Cừu mà nói, Tiêu Phàm đều tưởng rằng hắn sớm đã chết ở Bách Sát chiến trường. Công tử, là ta. Truyền âm ngọc phù bên trong truyền đến một đạo khàn khàn mà quen thuộc thanh âm, ngữ khí hết sức trịnh trọng, ta có một chuyện, muốn bẩm báo công tử. Tiêu Phàm nghe vậy, nhíu mày, nói, ngươi ở đâu? Ta ở, ngay sau đó bên trong lại truyền tới Quỷ Thiên Cừu thanh âm rất nhỏ, bất quá Tiêu Phàm nghe được thanh âm này, lại là thần sắc bỗng nghiêm một chút, trở nên hết sức ngưng trọng lên. Thật lâu, Tiêu Phàm nhìn xem trong tay truyền âm ngọc phù, trên mặt lộ ra một tia nét cười hiểu ý, tự nhủ, sau 3 tháng, ta đều có chút mong đợi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 3 tháng thời gian, rất nhanh xói mòn, khoảng cách Vô Tận Thần Phủ khai phủ lễ mừng, đã chỉ còn lại có 3 ngày. Những ngày qua, tiến vào Vô Tận Thần vực tu sĩ rõ ràng tăng nhiều, ngư lòng hỗn tạp. Bất quá, Vô Tận Thần Phủ lại là ngay ngắn trật tự an bài, cũng không có bởi vì các đại thế lực đến mà khẩn trương. Vô Tận Thần Sơn đỉnh đại điện bên trong, Quân Nhược Hoan đám người chính đang hướng Tiêu Phàm báo cáo những ngày tháng chuyện trọng yếu. Phủ chủ, các đại thế lực nơi ở ta đã cái kia sắp xếp thỏa đáng, bất quá các đại thế lực tầm đó ngẫu nhiên cũng có một chút ma sát nhỏ phát sinh, nhưng không ảnh hưởng sau 3 ngày khai phủ lễ mừng. Quân Nhược Hoan hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, lờ đễnh nói, chỉ cần không ảnh hưởng ta Vô Tận Thần Phủ tu sĩ, liền không cần phải để ý đến bọn họ, nếu là quá mức mà nói, trước diệt lại nói. Ách Quân Nhược Hoan hơi sững sờ, bị Tiêu Phàm giọng điệu bá đạo cho khiếp sợ đến, ngay sau đó gật đầu nói, là. Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, hiển nhiên là không sợ các đại đế vực thế lực. Tiêu Phàm còn không sợ, vậy hắn còn sợ gì chứ? Đúng rồi, Diệp Khuynh Thành đã tới chưa? Tiêu Phàm hỏi. Quân Nhược Hoan lắc đầu, nói, không thấy Diệp Khuynh Thành, hơn nữa Diệp gia người cũng không thấy đến, hẳn là không tới. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cuối cùng phun ra 4 chữ ta đã biết. Đám người không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì. Cuối cùng 3 ngày thời gian. Đối với một ít người mà nói khả năng rất nhanh, nhưng đối với Vô Tận Thần Phủ đại bộ phận tu sĩ mà nói, lại là một ngày bằng một năm. Nhất là ở biết được 6 đại đế vực đồng thời lao tới Vô Tận Thần Sơn về sau, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Nếu như cái này 6 đại đế vực không cho phép Vô Tận Thần Phủ tồn tại, nhất định sẽ ngăn cản Vô Tận Thần Phủ khai phủ, dù sao, một khi Vô Tận Thần Phủ khai phủ thất bại. Hắn có 48 cái địa vực tất nhiên trở thành 5 bè 7 mảng. Mà 6 đại đế vực đều cùng Vạn La đế vực liền nhau, bọn họ cũng không để ý khi lấy được mấy cái địa vực. Một ngày này, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vô Tận Thần Sơn phía dưới liền náo nhiệt lên, vô số tu sĩ liền bắt đầu chuẩn bị đăng lâm Vô Tận Thần Sơn. Vô Tận Thần Phủ khai phủ lễ mừng, liền ở Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao cử hành. Theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đầu nhập trong mây, Vô Tận Thần Sơn phủ thêm một tầng kim quang nhàn nhạt, đem cả ngọn núi đều chiếu kim bích huy hoàng, chói lọi đến cực điểm. Trong núi mờ mịt lượn lờ, vụ hải bốc hơi, dường như nhân gian tiên cảnh. Vô Tận Thần Sơn đỉnh núi, rộng rãi quảng trường phía trên, nguyên một đám tu sĩ giống như vệ binh một dạng đứng ở dọc theo quảng trường, không nhúc nhích, đỏ tươi thảm lấp lóe lấy vui mừng quang mang, một mực thông hướng Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, trang trọng mà xa hoa. Ở thảm đỏ hai bên, trưng bày rất nhiều cái bàn, dùng để chiêu đãi quý khách, cái bàn tổng cộng chia làm 3 cái khu vực. Phía dưới cùng khu vực, tổng cộng có hàng trăm tấm cái bàn, mỗi hàng 10 cái, tổng cộng 10 sắp xếp, chia làm tả hữu 2 hàng. Hướng phía trước leo lên 6 cái bậc thang,
phía trên trưng bày 6 tấm cái bàn, mỗi hàng 3 tấm, cũng đồng dạng phân tả hữu 2 hàng. Lại hướng lên lên 3 cái nấc thang bình đài, chỉ trưng bày một cái bàn ghế dựa, cái bàn bày ở chính trung ương, không cần nghĩ cũng biết, vị trí này chỉ thuộc về Vô Tận Thần Phủ phủ chủ. Minh Viêm Đế vực vực chủ Võ Vân Quân đến, đột nhiên, một tiếng hét dài phá vỡ trên quảng trường yên tĩnh, đám người nhao nhao hướng về chân trời nhìn tới. Chân trời, một đầu đại đế cảnh hung thú lôi kéo một cỗ cổ chiến xa đạp không mà tới, ở cổ chiến xa chu vi, còn có cái này 4 bóng người, 4 người khí tức trên thân 10 điểm cường hoành, cũng đều là đại đế cảnh cường giả. Lúc này, quảng trường phía trên một bóng người nghênh đón, lại là Quân Nhược Hoan. Chỉ thấy một cái dáng người trung niên nam tử khôi ngô từ chiến xa cổ phía trên đi xuống, hai hàng lông mày như đao, ánh mắt như kiếm, lộ ra một cỗ nồng nặc sắc bén. Khi hắn nhìn thấy Quân Nhược Hoan thời khắc, đáy mắt chỗ sâu càng là hiện lên một vòng nhàn nhạt sát ý. Võ vực chủ đường xa mà đến, mời. Quân Nhược Hoan làm một cái thủ hiệu mời. Hắn biết rõ Võ Vân Quân trên người địch ý, Tiêu Phàm ban đầu ở bách sát chiến trường giết Võ Vân Quân nhi tử Võ Cuồng Đao, Võ Vân Quân thụ Tiêu Phàm mời, tự nhiên là không có hảo ý. Nếu như có thể, hắn tuyệt đối không ngại giết Tiêu Phàm, diệt đi Vô Tận Thần Phủ. Bất quá, Quân Nhược Hoan lại không thế nào quan tâm, Võ Vân Quân cũng chẳng qua là trong đó một cái muốn tìm Tiêu Phàm phiền toái mà thôi, lấy hắn thực lực, cũng căn bản không có chỗ xếp hạng. Đương nhiên, Quân Nhược Hoan cũng biết, Võ Vân Quân vẻn vẹn đại biểu cho mặt ngoài Minh Viêm Đế Vực, chân chính Minh Viêm Đế Vực, tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phàm có thể diệt đi hướng ra, cũng chỉ là diệt đi trên mặt nổi hướng ra mà thôi, chân chính hướng ra theo cái kia tổ địa, bị Tiêu Phàm trục xuất. Lúc này, Quân Nhược Hoan an bài Võ Vân Quân ở tầng thứ hai bên phải thứ một cái chỗ ngồi trước mặt, nói, mời. Võ Vân Quân lông mày hơi nhíu, nhìn qua bên trái thứ một cái chỗ ngồi, nói, làm sao, bản tôn ngồi không được một bên kia sao? Kỳ thật, Võ Vân Quân vẫn còn tính hài lòng bên phải thứ một cái chỗ ngồi, chỉ là hắn đệ nhất đến, lại bị an bài ở cái thứ hai, cái này rõ ràng là xem thường hắn Võ Vân Quân a. Thân làm vực chủ, đều có chút ngạo khí, Võ Vân Quân cũng không ngoại lệ. Huống chi, hắn cũng không để ý tìm bất kỳ cớ gì làm khó một lần Vô Tận Thần Phủ người. Nếu như võ vực chủ cho là mình có thể ngồi cái kia một vị trí mà nói, đều có thể ngồi lên. Quân Nhược Hoan mỉm cười, cũng lười để ý tới Võ Vân Quân, liền quay người rời đi. Võ Vân Quân sắc mặt tái xanh, nhìn chỗ ngồi đối diện một cái, cuối cùng vẫn cắn răng ngồi xuống. Cái thứ hai đến lại là Thiên Kiếm Đế vực vực chủ Kiếm Vạn Tôn, ở sau lưng hắn, còn đi theo 4 người, một người trong đó không phải người khác, chính là Kiếm Thiên Vũ. Nguyên bản Quân Nhược Hoan còn tưởng rằng Kiếm Vạn Tôn sẽ cừu thị hắn, dù sao lúc trước nữ nhi của hắn Kiếm Thiên Hồng thế nhưng là bởi vì Tiêu Phàm mà chết. Nhưng mà, Quân Nhược Hoan không nghĩ tới chính là, Kiếm Vạn Tôn thần sắc bình tĩnh, hơn nữa hoàn toàn phục tòng sắp xếp của hắn. Trực tiếp ở bên trái cái thứ hai chỗ ngồi ngồi xuống. Ngay sau đó, không ít cổ vực cường giả cũng liên tiếp đến, bất quá, bọn họ lại không có ngồi lên tầng thứ hai 6 cái chỗ ngồi. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là bọn họ không dám. Dù sao, nơi đó đang ngồi có thể không phải người khác, mà là hai đại đế vực vực chủ. Bọn họ một chút nho nhỏ cổ vực tu sĩ, lại còn dám cùng đế vực vực chủ tranh phong. Chỉ là đám người trong lòng lại là hết sức hiếu kỳ, trừ bỏ Minh Viêm Đế vực cùng Thiên Kiếm Đế vực vực chủ bên ngoài, đến cùng còn ai có tư cách ngồi ở tầng thứ hai phía trên. Rất nhanh, thứ ba bóng người tiến vào mọi người tầm mắt, người đến là Thương Lan Đế vực vực chủ Thương Thiên Tiếu. Thương Thiên Tiếu vừa mới giáng lâm Vô Tận Thần Sơn quảng trường, trên người liền trán phóng mạnh mẽ sát ý. Cũng khó trách hắn tức giận như thế. Hắn hai đứa con trai Thương Vân Lan cùng Thương Vân Hải mặc dù không có trực tiếp chết ở trong tay Tiêu Phàm, nhưng đều bởi vì Tiêu Phàm mà chết, đương nhiên sẽ không cho Vô Tận Thần Phủ người tốt sắc mặt. Thương huynh, chuyện gì tức giận như vậy? Hôm nay nơi này chính là có trò hay nhìn, nghĩ đến qua phía dưới có thể cho ngươi tiết một lần khí. Võ Vân Quân thấy thế, lập tức khẽ mỉm cười nói. Võ huynh nói không sai, Thương Thiên Tiếu nghe được Võ Vân Quân ý nghĩa. Gật đầu một cái, trực tiếp ở Võ Vân Quân bên cạnh ngồi xuống. Quân Nhược Hoan thấy thế, không khỏi nhíu mày, trong lòng một cỗ bất an mãnh liệt chậm rãi dâng lên.
Đám người nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Bọn họ không phải người ngu, hiển nhiên cũng nhìn ra, vô luận là Võ Vân Quân, vẫn là Thương Thiên Thiếu, bọn họ đều đối Vô Tận Thần Phủ không có hảo ý. Nếu là động thủ, Vô Tận Thần Phủ lại có thể là đối thủ. Trừ cái đó ra, Thiên Kiếm Đế Vực Kiếm Vạn Tôn bình tĩnh đứng ở đó, không có cái gì biểu thị, nhưng người nào biết rõ hắn sẽ xuất thủ ứng phó Tiêu Phàm đây. Lúc này, càng ngày càng nhiều người đến Vô Tận Thần Sơn, tầng thứ ba rất nhanh liền ngồi một nửa chỗ ngồi, hơn nữa người càng ngày càng nhiều. Chỉ là tầng thứ hai bên trên, vẫn như cũ chỉ ngồi ba bóng người, người phía dưới trong lòng đã có chút hoài nghi, một cái nho nhỏ cổ vực, có thể mời đến sáu đại vực chủ sao? Khả năng này hiển nhiên không lớn, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm có thể mời đến ba tôn này vực chủ, đã là 10 phần không sai. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, lại một tiếng hét to vang lên. Phong Lôi Đế vực vực chủ, Phong Lôi Minh đến chân trời, mấy bóng người phi tốc mà tới, Quân Nhược Hoan lần nữa nghênh đón, lại là cả người khoác chiến bào màu vàng óng nam tử Khôi Ngô từ một đầu trên cổ thú dậm chân mà xuống. Cùng Quân Nhược Hoan hàn huyên hai câu, nam tử Khôi Ngô Phong Lôi Minh lại cùng mặt khác ba đại vực chủ lên tiếng chào. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua dãy trái trống không cái chỗ ngồi kia một cái, nghĩ nghĩ, hay là đi đến Kiếm Vạn Tôn ra tay chỗ ngồi xuống. Vô luận địa vị, hay là thực lực, Phong Lôi Minh nhiều nhất cùng Kiếm Vạn Tôn bọn họ không sai biệt lắm, nhưng hắn lại bị Kiếm Vạn Tôn bọn họ đến chậm. Mọi thứ đều có một tới trước tới sau, nếu như hắn trực tiếp ngồi ở cái thứ nhất, nhất định sẽ đắc tội Kiếm Vạn Tôn bọn họ, đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Phong Lôi Minh cái mông còn không có ngồi xuống, chân trời lại có một cỗ kim loan bay vụt mà tới, năm đầu to lớn cổ thú kéo xe, dị thường xa hoa, tràng diện hùng vĩ hết sức. Đó là Đại Hoang Đế vực vực chủ Thiên Mạc Sách, có người nhận ra nhìn thấy tình hình như vậy, trực tiếp kinh hô mà ra. Đại Hoang Đế vực, ở Man Hoang cổ cương cấp dưới đế vực bên trong, xếp hạng có thể là số 1 số 2 tồn tại, dung không được đám người không khiếp sợ. Có người càng là nhìn không được đứng dậy, bằng trang trọng lễ nghi nghênh đón Đại Hoang Đế vực vực chủ. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào thiên khung cái kia loan giá phía trên, muốn thấy Thiên Mạc Sách hình dáng. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, chỉ thấy một cái vóc người cao to hắc bào nam tử chậm rãi dậm chân đi xuống loan xe, kỳ diện như đao gọt, lộ ra một cỗ không nói ra được khí tang thương. Một đôi thâm thúy con người đen như mực, sóng mũi cao, cổ đồng sắc da thịt, một đầu trắng đen xen kẽ tóc dài giữ lại một cái búi tóc, lại cho người một cỗ cực kỳ nho nhã khí chất. Mặt mũi, cùng Thiên Tinh Tử có như vậy mấy phần tương tự, nhưng ẩn chứa một loại khó mà nói rõ thiên uy. Người này chính là Đại Hoang Đế vực vực chủ Thiên Mạc Sách. Từ phản ứng của mọi người liền có thể nhìn ra người này bất phàm, dù sao, cùng là đế vực vực chủ, vừa rồi Kiếm Vạn Tôn bọn họ đến, đám người chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc. Căn bản không có quá nhiều chấn kinh, lại càng không cần phải nói đứng dậy nghênh đón. Ở Thiên Mạc Sách sau lưng, đứng đấy mấy bóng người, một người trong đó, lại là tóc trắng áo tím Thiên Tinh Tử. Thiên Tinh Tử ánh mắt hờ hững, nhàn nhạt đánh giá Vô Tận Thần Sơn, đôi mắt chỗ sâu đều là khinh thường, trên mặt lại lộ ra một bộ chuẩn bị xem kịch vui bộ dáng. Thiên vực chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Quân Nhược Hoan đi đến Thiên Mạc Sách trước người. Hơi hơi chắp tay nói. Dù là hắn biết rõ Thiên Mạc Sách cùng Thiên Tinh Tử là địch nhân, kẻ đến không thiện, nhưng xem như hôm nay chủ nhân, hắn tự nhiên biểu hiện 10 điểm khách khí. Ân, Thiên Mạc Sách nhàn nhạt gật đầu, lại là không có mắt nhìn thẳng Quân Nhược Hoan một cái, phảng phất hắn thấy, cùng Quân Nhược Hoan chào hỏi, đều không có thân phận của hắn. Hắn nhưng là nhất vực chi chủ, mà Quân Nhược Hoan chẳng qua là một cái cổ vực tiểu nhân vật mà thôi. Quân Nhược Hoan biểu hiện thần sắc trên mặt bất động, nhưng trong lòng là hơi hơi ngưng tụ, cái này Thiên Mạc Sách, là cố ý cho hắn một hạ mã uy sao. Mời, Quân Nhược Hoan nhàn nhạt làm ra một cái dấu tay xin mời. Lúc này, Quân Nhược Hoan mang theo Thiên Mạc Sách rơi vào tầng thứ hai bình đài phía trên, Thiên Tinh Tử đám người xác thực rơi vào hạ phong tầng thứ ba bình đài. Thiên vực chủ, chỗ ngồi của ngươi ở nơi này. Nhìn thấy Thiên Mạc Sách chuẩn bị hướng đi tay trái thứ một cái chỗ ngồi, Quân Nhược Hoan lập tức ngăn cản đường đi của hắn, chỉ phải xếp thứ ba chỗ ngồi nói. Thiên Mạc Sách nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một chút tức giận,
âm thanh lạnh lùng nói, vị trí kia, bản tôn chẳng lẽ ngồi không được sao? Vừa rồi cũng có người hỏi như vậy qua, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn không ngồi lên. Quân Nhược Hoan khẽ mỉm cười nói. Lời này vừa nói ra, Minh Viêm Đế Vực Võ Vân Quân sắc mặt cứng đờ, hắn có thể là cái thứ nhất đến, lúc ấy hắn xác thực hỏi câu nói này, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi ngồi vào bên phải cái thứ hai chỗ ngồi. Cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, những người khác không dám ngồi lên thứ một cái chỗ ngồi. Nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại Quân Nhược Hoan vậy mà bắt hắn mà nói sự tình. Thiên Mạc Sách cũng là 10 điểm khó chịu, lãnh đạm con người đánh giá mặt khác 4 cái vực chủ, thản nhiên nói có đúng không? Vậy hôm nay, bản tôn còn không phải ngồi vị trí này không thể. Dứt lời, Thiên Mạc Sách bỗng nhiên hướng về tọa bài thứ một cái chỗ ngồi đi đến. Căn bản không đem Quân Nhược Hoan để ở trong mắt. Quân Nhược Hoan cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt lại lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm, Kiếm Vạn Tôn đám người vừa lúc thấy cảnh ấy, trong lòng không khỏi khẽ hơi trầm xuống một cái. Chẳng lẽ cái này thứ một cái chỗ ngồi thật vẫn có cái gì lớn chú ý hay sao, nếu thật là dạng này, cái kia Thiên Mạc Sách đoán chừng phải xui xẻo. Hô, cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên một đạo bóng trắng xẹt qua. Rất nhiều người cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ cuốn tới, trực tiếp nhào về phía tầng thứ hai bình đài. Nhất là Thiên Mạc Sách, hắn sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ tập trung vào hắn. Không chần chờ chút nào, Thiên Mạc Sách đột nhiên xoay người hướng về không trung đạp đi, một chưởng hung hăng đánh ra. Oanh, đạo kia bóng trắng đến rất nhanh, trong nháy mắt cùng Thiên Mạc Sách chưởng cương đụng vào nhau. Một đạo mạnh mẽ năng lượng ba động quét sạch mà ra, sao, bất quá đang đến gần quảng trường thời khắc lại hóa thành vô hình. Nơi này có trận pháp gia trì, dù là đại đế cảnh cường giả xuất thủ, cũng không làm gì được quảng trường mảy may. Chỉ là sau một khắc, làm cho tất cả mọi người hít một hơi lạnh chính là, Thiên Mạc Sách đột nhiên phun ra một đạo huyết kiếm, thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra. Ở hư không phi ra mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thiên Mạc Sách bị thương, đám người tất cả đều lộ ra không thể tin, còn cho rằng mắt mình hoa. Thiên Mạc Sách thế nhưng là Đại Hoang Đế vực vực chủ a, truyền văn hắn đã sớm bán bộ thánh đế cảnh, hiện tại có khả năng rất lớn đã đột phá đến thánh đế cảnh. Nhưng cường đại như hắn, lại bị một người một trưởng đánh bay, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, cái này khiến đám người làm sao tin tưởng đây? Gần như đồng thời, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng về đạo bạch quang kia nhìn tới, chẳng qua là khi bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, đạo bạch quang kia lại là đã vững vàng rơi vào tầng thứ hai bình đài. Ngay sau đó ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngồi ở tọa bài cái thứ nhất chỗ ngồi, hiện trường không khỏi một tràng thốt lên. Người nọ là ai? Ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào tọa bài thứ một cái chỗ ngồi người trên, trong lòng càng là tràn đầy nghi hoặc. Đó là một cái nam tử, người mặc trường bào màu trắng, tuổi tác không lớn, cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là số tuổi thật sự của hắn. Nhưng là, chỉ từ trương này khuôn mặt đến xem, người này cũng tuyệt đối hết sức trẻ tuổi. Cái kia trường bào màu trắng không nhiễm trần thế, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, siêu phàm xuất trần, không nhiễm mảy may khói lửa. Hắn ngồi ở kia, để đại đa số người đều lộ ra tự ti mặc cảm. Nhất là tấm kia tuấn giật khuôn mặt, để vô số hoa si nữ tử nhìn không được cảm xúc bành trướng. Là hắn, Diệp gia gia chủ, Diệp Khuynh Thành. Đột nhiên, quảng trường phía trên có người kêu thành tiếng, nhận ra người tới. Không sai, bạch bào nam tử không phải người khác, chính là Diệp Khuynh Thành. Lúc trước Tiêu Phàm giúp hắn đoạt được Diệp gia tiên tổ truyền thừa, Diệp Khuynh Thành thực lực liền tiêu thăng đến đại đế cảnh đỉnh phong, danh xưng đại đế cảnh bên trong vô địch. Mà bây giờ, hắn khí thế trên người càng ngày càng nội liếm, nhìn qua cũng càng thêm sâu không lường được, cho người ta có loại cây ết. Thiên Mạc Sách cùng Thiên Tinh Tử phụ tử sắc mặt giống như xương lạnh, lạnh tới cực điểm. Bọn họ hôm nay tìm Tiêu Phàm phiền phức, còn chưa thấy đến Tiêu Phàm, cũng đã mất mặt ném về tận nhà. Hiện tại, bọn họ tiến thoái lưỡng nan, lưu lại cũng không phải, đi cũng không được. Thiên Mạc Sách càng là hận không thể một bàn tay đập xuống mà xuống, đem những cái kia dám chế giễu hắn người một tát chết. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống, nơi này chính là có mấy đại vực chủ, hắn cũng không nhất định có thể giết chết được ai,
nhất là vừa rồi một chưởng tung bay hắn người trẻ tuổi kia. Nếu như hắn cùng Tiêu Phàm là cùng một bọn mà nói, vậy thì càng thêm phiền toái. Đúng rồi, có một việc ta quên cùng mọi người nói, Phàm là có được kim thiếp người, có thể ngồi ở chỗ này. Đột nhiên, Quân Nhược Hoan thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt lại là quét về phía tầng thứ hai đám người. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nhìn tầng thứ hai sáu người. Chiếu Quân Nhược Hoan ý nghĩa, chỉ có được kim thiếp người, mới có tư cách ngồi ở tầng thứ hai phía trên. Nói cách khác, không có kim thiếp người, là không tư cách ngồi ở tầng thứ hai. Chẳng lẽ nói, tầng thứ hai bên trên trong sáu người, có người không có tư cách ngồi tại một tầng này, lại ngồi đến nơi này. Chính là tầng thứ hai bên trên sáu người, trên mặt cũng lộ ra vẻ quái dị. Cũng đúng lúc này, phía trên trời cao Thiên Mạc Sách lại là cười ha hả, ở trong tay của hắn, lại là nhiều hơn một phần kim sắc thiếp mời, nhìn chăm chú Quân Nhược Hoan nói, xem ra bản tôn là có tư cách ngồi ở chỗ này. Rất nhiều người nghe được lời nói của Thiên Mạc Sách, không khỏi âm thầm lắc đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt thậm chí giống như lại nhìn một cái thằng hề. Thiên Mạc Sách cũng rất nhanh phát hiện không thích hợp, vội vàng thu liễm ý cười, hắn mới vừa rồi bị khí quá mức, lại là quên tới nơi này từ dự tính ban đầu. Trước đó còn đang ghét bỏ cuối cùng chỗ ngồi hắn, bây giờ lại vì nắm giữ một cái chỗ ngồi mà dương dương tự đắc, đây quả thực là tiểu nhân đắc chí liền càn rỡ, nơi nào còn có nhất vực chi chủ phong độ. Bản tôn cái này kim thiếp xem ra cũng không phải giả, đây là bản tôn thiếp mời. Chỉ một thoáng, Võ Vân Quân, Kiếm Vạn Tôn, Thương Thiên Thiếu cùng Phong Lôi Minh bốn người cũng nhao nhao lấy ra bản thân thiếp mời. Trong lòng bọn họ mặc dù đối Vô Tận Thần Phủ cách làm chẳng thèm ngó tới, nhưng là giờ phút này nếu là bị người khu trục, vậy cũng trên mặt tối tăm, dù sao trước mặt nhiều người như vậy. Bất quá, còn có hai người vẫn không có xuất ra thiếp mời, hai người không phải người khác, chính là Diệp Khuynh Thành cùng Lục Kinh Thần. Diệp Khuynh Thành thưởng thức trà thơm, tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, khoan thai tự đắc ngồi ở kia. Mà Lục Kinh Thần lại là thần sắc cứng ngắc, thậm chí một cỗ sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tản ra, như ẩn như hiện. Nhìn thấy một màn này, đám người chỗ nào vẫn không rõ có ý tứ gì. Chẳng lẽ Lục vực chủ không có kim thiếp? Không thể nào, Lục Kinh Thần dù sao cũng là nhất vực chi chủ, làm sao có thể giống như chúng ta ngồi ở phía dưới đây? Tiêu Phàm cũng không tất yếu làm những chuyện nhỏ nhặt này tới tội nhân. Vậy cũng chưa chắc. Người xem sáu cái kia chỗ ngồi, mặc dù nhìn qua là chuyện nhỏ, nhưng hiện tại xem ra, trong này thế nhưng là có nhiều bí ẩn a. Ta đang nghĩ, nếu như Lục Kinh Thần thật không có kim thiếp, vì một cái cuối cùng chỗ ngồi, cùng Thiên Mạc Sách đánh lên về sau, như vậy sẽ như thế nào đây? Đám người thấp giọng nghị luận, thanh âm không lớn, nhưng ở trận đại bộ phận đều là thần vương cảnh cường giả, tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Lục Kinh Thần sắc mặt tái xanh. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Vô Tận Thần Phủ sẽ cho hắn một tấm thông thường mời thiếp, cái này rõ ràng là muốn vậy hắn khai đao a. Lúc trước hắn nếu không đến thì cũng thôi đi, đương nhiên sẽ không có cái này khó coi. Nhưng Lục Kinh Thần cuối cùng vẫn đến, hơn nữa còn là ôm tìm Tiêu Phàm cùng Vô Tận Thần Phủ phiền phức mà đến, đây không phải tự rước lấy nhục thì là cái gì chứ? Nha, Lục vực chủ, ngươi sẽ không mời mà tới a. Thiên Mạc Sách bắt được cơ hội tốt như vậy, tự nhiên muốn chế nhạo Lục Kinh Thần một phen. Ai bảo Lục Kinh Thần vừa rồi không để ý hắn mặt mũi, trước mặt nhiều người như vậy chế nhạo hắn đây. Lục Kinh Thần trong tay áo nắm đấm nắm chặt, toàn trường trầm thấp tiếng ken két, gân xanh trên trán bạo khởi, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát ra. Cái kia con người băng lãnh, nhìn chằm chằm Quân Nhược Hoan, hiển nhiên đối Quân Nhược Hoan hận thấu xương. Quân Nhược Hoan thần sắc bình tĩnh. Cười nhìn chạm đất Kinh Thần, tựa như tất cả những thứ này đã sớm ở trong dữ liệu của hắn. Cái này Vô Tận Thần Phủ quá không biết lễ phép, vừa mới bản tôn còn đang trách mắng bọn họ chào hỏi không chu toàn đây. Thiên Mạc Sách lại tại Lục Kinh Thần trên vết thương vung một nắm muối. Lục Kinh Thần lửa giận rốt cục không chịu nổi, một bàn tay hung hăng vỗ lên bàn, trước mặt hắn cái bàn trực tiếp hóa thành bột mịn. Hảo một cái Vô Tận Thần Phủ, còn chưa mở phủ. Liền không coi ai ra gì, nếu là khai phủ về sau, sợ là liền năm đại cổ cương đều không để trong mắt. Lục Kinh Thần nổi giận nói. Lục Kinh Thần, người cái mũ này chưa hẳn cũng chụp quá lớn,
ta vô tận thần phủ chỉ bất quá trong mắt không ngươi mà thôi, làm sao cùng năm đại cổ cương liên quan đến nhau đây? Quân Nhược Hoan thần sắc như thường, không những không giận mà còn cười nói. Ha ha, lời này vừa nói ra, phía dưới quảng trường phía trên lập tức truyền đến một trận cười to thanh âm, lúc này dám cười, tự nhiên cũng là vô tận thần phủ người. Những người khác không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bốc lên đắc tội Lục Kinh Thần nguy hiểm mà nhất thời thống khoái. Thiên vực chủ, chỗ ngồi của ngươi bị Lục Kinh Thần hủy diệt, đây cũng không phải là ta vô tận thần phủ chào hỏi không chu toàn, mà là Lục Kinh Thần thành tâm nhường ngươi khó xử. Quân Nhược Hoan lại nhìn xem trời cao Thiên Mạc Sách chắp tay một cái nói. Nghe nói như thế, đám người sững sờ, chẳng lẽ cái này đập nát cái bàn, vô tận thần phủ không định bổ túc sao? Nghĩ vậy, đám người cổ quái nhìn về phía Thiên Mạc Sách, thầm nói cái này Thiên Mạc Sách có vẻ như cũng quá xui xẻo a. Kết quả là, nơi này còn là không có chỗ ngồi của hắn. Thiên Mạc Sách nụ cười sớm đã ngưng kết tại chỗ, nếu như con của hắn Thiên Tinh Tử không phải Tiêu Phàm địch nhân, Thiên Mạc Sách có lẽ thật vẫn liền bị Quân Nhược Hoan câu nói này ly gián. Hừ, như vậy khai phủ lễ mừng, không nhìn cũng được. Thiên Mạc Sách lạnh rên một tiếng. Vậy liền cung tiễn Thiên Vực Chủ, sau này còn gặp lại. Quân Nhược Hoan đáp, hắn nhưng là ước gì Thiên Mạc Sách hiện tại liền rời đi đây, lưu lại, chỉ làm cho vô tận thần phủ thêm phiền phức. Thiên Mạc Sách bị câu nói này sặc đến không nhẹ, hắn thật không nghĩ lấy thực rời đi, nếu là như vậy đi. Vô tận thần phủ thật vẫn khả năng khai phủ thành công. Chỉ là, bọn họ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Thiên huynh, cái này khai phủ lễ mừng, có lẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ cũng khó nói, ngược lại không đi vội vã. Lục Kinh Thần đột nhiên khẽ mỉm cười nói. Không thể không nói, Lục Kinh Thần so Thiên Mạc Sách thả xuống được một chút, một câu để hóa giải xấu hổ. Đồng thời đem đầu mâu chuyển hướng vô tận thần sơn. Thậm chí, những lời này bên trong, ẩn ẩn còn có hai người liên minh ý nghĩa. Quân Nhược Hoan không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng, không nghĩ tới vẫn là không có để hai đại đế vực vực chủ đánh lên. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hét dài một tiếng từ phía chân trời truyền đến. Tà thần cổ vực sứ giả đến. Tà thần cổ vực, nghe được bốn chữ này, người ở chỗ này sắc mặt tụ biến. Tất cả đều đứng dậy, hướng về chân trời nhìn tới. Thậm chí, Kiếm Vạn Tôn bọn người có chút không bình tĩnh, thiếu chút nữa thì nhìn không được đứng dậy. Quân Nhược Hoan cũng là kinh hãi không thôi, nhưng hắn trong lòng càng nhiều vẫn là nghi hoặc, hắn căn bản cũng không có mời tà thần cổ vực a, tà thần cổ vực làm sao sẽ không mời mà tới đây. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh tiến nhập trong tầm mắt của mọi người, đó là bó chặt áo bào đen, màu đen vành nón che khuất cả trương khuôn mặt. Căn bản thấy không rõ mảy may. Bất quá ở trên lưng của hắn, lại là thêu lên một chuôi trường kiếm màu vàng óng, tản ra một cỗ cường đại kiếm khí. Là bốn đại tà vương đệ nhị kiếm tà vương, có người lên tiếng kinh hô, nhìn về phía hắc bào nhân ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Truyền văn, tà thần cổ vực chi chủ tà thần thủ hạ, có được bốn đại tà vương, theo thứ tự là Long tà vương, Kiếm tà vương, Độc tà vương cùng Linh tà vương. Bốn đại tà vương thực lực sâu không lường được, thậm chí không có bao nhiêu người gặp qua diện mục thật của bọn hắn, bởi vì có một loại truyền văn, phàm là gặp qua bọn họ mặt mũi thực người đều chết. Trước mắt hắc bào nhân này tạo hình, hiển nhiên chính là bốn đại tà vương xếp hàng thứ hai kiếm tà vương. Hắn kiếm đạo xuất thần nhập hóa, cực kỳ khủng bố, đã từng chỉ dựa vào một người một kiếm, tàn sát một tòa thành trì, vì tà thần cổ vực đánh xuống cuồn cuộn cương thổ. Nói lên kiếm tà vương, lại không thể không nói tới tà thần cổ vực. Tà thần cổ vực chẳng qua là vạn la đế vực trong phạm vi một cái cổ vực, tồn tại cũng có mấy ngàn hơn vạn năm, nhưng quỷ dị chính là, cho tới bây giờ không ai dám có ý đồ với hắn. Những cái kia thế hệ trước tu sĩ lại là biết rõ, cũng không phải là không có người có ý đồ với hắn, mà là đã từng đánh hắn chủ ý người, tất cả đều trả giá nặng nề. Cái này cũng bao quát hướng ra. Đã từng hướng ra liền đúng tà thần cổ vực xuất thủ qua. Vạn la đế vực bên trong nắm giữ một cái đặc thù huyết u cổ vực đối với hướng ra mà nói cũng đã đủ rồi, có thể vạn năm trước đó lại đột nhiên một đêm thời gian nhiều hơn một cái tà thần cổ vực. Hướng ra đương nhiên sẽ không mặc cho tà thần cổ vực tự tiện khuếch trương, thế là liền phái một đám đại đế cảnh tu sĩ tiến về hủy diệt tà thần cổ vực.
nhưng kết quả sau cùng lại là để cho người ta mở rộng tầm mắt, hướng ra đám kia đại đế cảnh cường giả tất cả đều có đi không về, tin tức này lúc ấy thế nhưng là chấn kinh vạn la đế vực. Nhưng mà về sau, lại có thứ nhất để cho người ta càng thêm khiếp sợ tin tức vang vọng vạn la đế vực, kia liền là hướng ra hiện tại gia chủ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Gia chủ chết bất đắc kỳ tử, lúc ấy hướng ra nội bộ còn xuất hiện một chút hỗn loạn. Lúc ấy có người ngờ vực, là tà thần cổ vực người giết hướng ra gia chủ, coi như là cho hướng ra một chút giáo huấn. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, hướng ra lại cũng không có đánh qua tà thần cổ vực chủ ý, không phải bọn họ không nghĩ, mà là không dám, mặt khác phổ thông cổ vực đối tà thần cổ vực càng là giữ kín như bưng. Bây giờ số ngàn năm trôi qua, tà thần cổ vực vẫn như cũ trường tồn cùng thế gian, không người có thể dung chuyển không nói, thậm chí còn lộ ra càng ngày càng thần bí. Không có bao nhiêu người gặp qua tà thần cổ vực vực chủ, nhưng là bốn đại tà vương danh tiếng, lại là vang vọng đông đảo đế vực. Đương nhiên, đó cũng là mấy ngàn năm mà thôi, cái này mấy ngàn năm thời gian, bốn đại tà vương cũng đã chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nếu như không phải thế hệ trước nhận ra kiếm tà vương thân phận, đoán chừng đều không người có thể nhận ra ngụ. Đối với phần lớn người mà nói, kiếm tà vương đều đã coi như là đồ cổ. Kiếm tà vương, hắc bào nhân kiếm tà vương rơi vào tầng thứ hai bình đài, các vị vực chủ cũng nhao nhao gật đầu, lấy đó tôn trọng, ngay cả Diệp Khuynh Thành cảm nhận được kiếm tà vương khí tức trên thân, cũng là khẽ vuốt cằm. Vãn bối gặp qua kiếm tà vương tiền bối. Quân Nhược Hoan tiến lên một bước, hơi hơi thi lễ nói. Quân gia người, kiếm tà vương thâm trầm thanh âm vang lên, gật đầu nói, người rất không tệ. Nhận được tiền bối khích lệ, quân Nhược Hoan không biết kiếm tà vương tại sao biết cái này nói gì, nhưng vẫn là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Hơn nữa, từ kiếm tà vương trong giọng nói, hắn còn nghe được một mặt khác ý nghĩa, kia liền là kiếm tà vương tới đây, là thật đến chúc mừng, mà không phải đến tìm phiền toái. Suy nghĩ một chút cũng là phải, nếu như tà thần cổ vực nghĩ tìm bọn họ để gây sự mà nói, cái này mấy ngàn năm cũng sẽ không an cư một góc nhỏ. Bất quá lời này nghe vào Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Bọn họ đối cái này tà thần cổ vực cũng là giữ kín như bưng, thật không nghĩ đến tà thần cổ vực là tới cho vô tận thần phủ chỗ dựa. Nếu như qua phía dưới nếu đánh thật, cái này kiếm tà vương, sẽ hay không thay vô tận thần phủ ra mặt đây? Nếu là các cổ vực khác, các vị đế vực vực chủ căn bản sẽ không để ở trong mắt, nhưng là tà thần cổ vực, bọn họ lại không thể coi thường đối đãi. Đây là vực chủ để lão phu đưa tới một điểm tâm ý. Kiếm tà vương lấy ra một cái càn khôn giới, đưa cho quân Nhược Hoan nói. Vãn bối chào hỏi không chu toàn, cái này an bài chỗ ngồi, tiền bối xin mời ngồi. Quân Nhược Hoan tiếp nhận kiếm tà vương cho càn khôn giới, trong lòng vui vẻ. Đám người nghe nói như thế, không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Bọn họ còn nhớ phải quân Nhược Hoan lời nói mới rồi, bởi vì Lục Kinh Thần hủy diệt chỗ ngồi, Thiên Mạc Sách muốn hắn gia tăng một cái chỗ ngồi, nhưng hắn lại cự tuyệt. Hiện tại ngược lại tốt, kiếm tà vương còn chưa mở miệng, quân Nhược Hoan liền chủ động đưa ra gia tăng chỗ ngồi, cái này không phải cố ý để Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần khó coi sao. Quả nhiên, nghe nói như thế. Lục Kinh Thần cùng Thiên Mạc Sách sắc mặt hai người tái nhợt, gân xanh trên trán bạo khởi, giống như tiểu trùng nhúc nhích lên. Không cần, lão phu còn có một số việc muốn làm, liền không quấy rầy. Kiếm tà vương khoát khoát tay, cũng không đợi quân Nhược Hoan giữ lại, liền biến thành một đạo hắc ảnh biến mất ở chân trời, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Kiếm tà vương, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng người ở chỗ này thời khắc này thái độ đều phát sinh biến hóa. Trong lòng bắt đầu không ngừng tính toán. Bọn họ đều đang nghĩ lấy, đây rốt cuộc là kiếm tà vương thái độ, vẫn là tà thần cổ vực chi chủ, tà thần thái độ. Nếu như chỉ là kiếm tà vương thái độ, một đám đế chủ ngược lại sẽ không như thế quan tâm, nhưng nếu là tà thần thái độ, vậy bọn hắn có thể phải cân nhắc một chút. Dù sao, tà thần đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, nối tới vạn đạo đều muốn vô cùng e dè nhân vật. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng, đột nhiên, một đạo tức giận thanh âm vang lên, lại là nhìn thấy Lục Kinh Thần nâng lên tay run rẩy chỉ quân Nhược Hoan nói, trên người càng là chán phóng khí tức mạnh mẽ, tựa như tức giận tới cực điểm. Hảo một cái vô tận thần phủ, lấn hiếp người như vậy quá đáng, cũng không cần phải tồn tại.
Thiên Mạc Sách cũng là vô cùng phẫn nộ. Bọn họ đường đường đế vực vực chủ tới đây, liền chỗ ngồi cũng không cho, một cái cổ vực tu sĩ tới nơi này, xác thực như thế tha thiết đối đãi, cái này khiến bọn họ làm sao không giận đây. Đương nhiên, bọn họ cũng chẳng qua là tìm một cái lấy cớ hóa giải xấu hổ, đồng thời đối Vô Tận Thần Phủ xuất thủ mà thôi. Trước đó hai người nghĩ rất nhiều lấy cớ, liền chính bọn hắn đều nhìn không được, thật không nghĩ đến Kiếm Tà Vương sẽ tới, hơn nữa Quân Nhược Hoan còn chủ động đưa ra thêm chỗ ngồi, một lần này bọn họ rốt cục có thể thỏa thích nổi giận. Quân Nhược Hoan thấy thế, cũng không nhịn được nhíu mày, trong lòng thầm than, nên đến rốt cục vẫn là muốn tới. Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần hai người phẫn nộ đạp không mà lên, giống như thần linh đồng dạng, quan sát phía dưới quảng trường, sát ý tràn ngập, quét sạch toàn trường. Vô Tận Thần Phủ tu sĩ thần sắc siết chặt, khẩn trương hướng về Thiên Mạc Sách cùng Lục Kinh Thần. Mà trên quảng trường đám người, đại bộ phận lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Trò hay, rốt cuộc phải bắt đầu. Thiên Mạc Sách, Lục Kinh Thần, các ngươi thật to gan, dám ở ta Vô Tận Thần Sơn dương oai. Quân Nhược Hoan giận dữ mắng mỏ một tiếng, trước chiếm cứ đạo nghĩa lại nói. Một trận chiến này, đánh lên là không thể tránh khỏi, hắn cũng không thích loại này nước bọt chiến, muốn đánh, liền chân ướt chân ráo làm một cuộc. Ở Quân Nhược Hoan xem ra, Lục Kinh Thần cùng Thiên Mạc Sách hai người tối đa cũng chẳng qua là bán bộ thánh đế cảnh mà thôi, có mạnh hơn cũng liền so đại đế cảnh đỉnh phong phải cường đại hơn một chút, bây giờ Vô Tận Thần Phủ lại có sợ gì. Dương Oai, Thiên Mạc Sách cười lạnh một tiếng, hôm nay bản tôn liền ở Vô Tận Thần Sơn Dương Oai, lại như thế nào? Nói xong, Thiên Mạc Sách khí thế trên người đột nhiên bạo tăng, khí thế kinh khủng liền hư không đều không chịu nổi, bắt đầu nhao nhao vỡ nát. Một cỗ mạnh mẽ uy áp từ trên người hắn tản ra, uy áp toàn trường, rất nhiều người có chút không thở nổi. Thánh đế cảnh, Quân Nhược Hoan lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, điều này hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới vừa mới động thủ, liền xuất hiện thánh đế cảnh tu sĩ, ai biết tối bên trong có phải hay không còn ẩn giấu đi một chút thánh đế cảnh cường giả đây. Phải biết, các đại đế vực người cũng không phải chỉ có mấy người bọn hắn tới nơi này. Ở dưới Vô Tận Thần Sơn, đoán chừng còn ẩn núp đông đảo đại đế cảnh cường giả, tùy thời đều có thể đưa Vô Tận Thần Phủ vào chỗ chết. Một lần này Vô Tận Thần Phủ có thể thảm, hắn chế nhạo ai không tốt, vậy mà chế nhạo một cái thánh đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ Vô Tận Thần Phủ không chế nhạo Thiên Mạc Sách, Thiên Mạc Sách liền sẽ không xuất thủ sao? Chớ ngu tốt ra, Thiên Mạc Sách vốn chính là đến tìm phiền toái. Đó cũng là... Con của hắn thiên tinh tử thế nhưng là nhiều lần muốn giết Tiêu Phàm, giữa hai bên đã sớm là không chết không thôi, Thiên Mạc Sách đương nhiên sẽ không tùy ý Tiêu Phàm trưởng thành. Hôm nay Vô Tận Thần Phủ vẫn là khó thoát một kiếp a, Vô Tận Thần Phủ nếu là ở khai phái lễ mừng bên trên liền bị diệt, vậy liền khôi hài. Đám người thấp giọng thì thầm, tất cả đều không quá xem trọng Vô Tận Thần Phủ, dù sao, Thánh Đế Cảnh đã cơ hồ là nhân tộc 3000 vực cao cấp nhất chiến lực. Tiêu Phàm thiên phú có lẽ không sai, nhưng nội tình quá kém, trước đó có thể chiến thắng Hướng Gia, cũng chẳng qua là mưu lợi mà thôi, bây giờ các đại đế vực đã có đề phòng, hắn như thế nào đối thủ. Vô Tận Thần Phủ tu sĩ không khỏi lo lắng, ở Thiên Mạc Sách cỗ kiệu uy áp phía dưới, rất nhiều người chỉ cảm thấy đứng không vững. Dương Oai đại giới, người không chịu đựng nổi. Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Vô Tận Thần Phủ tu sĩ nghe được thanh âm này, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, trong lòng áp lực diệt hết. Bái kiến phủ chủ, Vô Tận Thần Phủ tất cả mọi người tu sĩ nhao nhao hướng về Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao nhìn tới. Lại là nhìn thấy cung điện kia phía trước, đứng đấy ba bóng người, người cầm đầu, chính là Tiêu Phàm, ở sau lưng hắn, đứng lại là Kình Thiên cùng một cái hắc bào trung niên nam tử. Ha ha, nho nhỏ đại đế cảnh cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thiên Mạc Sách liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Phàm tu vi, lập tức khinh thường lên, Vô Tận Thần Phủ phủ chủ, cũng chỉ là một cái đại đế cảnh hậu kỳ vô chi tiểu nhi, cũng được, hôm nay hủy đi Vô Tận Thần Phủ, cũng miễn cho hại người hại mình. Nói xong, Thiên Mạc Sách bỗng một trưởng hướng về trên bậc thang Tiêu Phàm bọn họ giận đập đi. Phủ chủ trước mặt, chớ có cản rỡ. Lúc này, Tiêu Phàm sau lưng cái kia hắc bào trung niên nam tử lạnh rên một tiếng, cả người liền đạp không mà lên. Trực tiếp đón lấy Thiên Mạc Sách. Lại một cái thánh đế cảnh, cảm nhận được hắc bào trung niên nam tử khí thế trên người,
đám người một trận kinh hãi. Từ bên ngoài đến tu sĩ càng là kinh ngạc không thôi, bọn họ vốn cho là Vô Tận Thần Phủ có thể có đại đế cảnh cường giả tối đỉnh tọa trấn thế là tốt rồi. Nhưng bọn họ không nghĩ tới, Vô Tận Thần Phủ vậy mà thật sự có thánh đế cảnh tọa trấn, khó trách bọn hắn dám mời 6 đại đế vực vực chủ tới đây xem lễ, đây quả thực là trần chuồng uy hiếp a. Kinh ngạc nhất không ai có thể hơn Thiên Mạc Sách, hắn nguyên vốn cho là mình thực lực, một tay liền có thể hủy diệt Vô Tận Thần Phủ, nhưng hắn hiện tại mới phát hiện, mình nghĩ nhiều lắm. Oanh một tiếng nổ vang, Thiên Mạc Sách bị một cỗ đại lực mang theo lên như diều gặp gió, đi thẳng tới tinh không vực ngoại, mà trước mặt hắn cái kia hắc bào trung niên nam tử, cũng thay đổi thành một đầu mấy trăm trượng to lớn đen bằng. Thiên cổ hoang bằng, Thiên Mạc Sách con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên nồng nặc kiêng dè. Đám người phía dưới cũng là kinh ngạc không thôi, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm thủ hạ vẫn còn có như thế thần thú, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Phàm, cái này liền là của ngươi đạo đãi khách sao? Lục Kinh Thần không để ý đến trời cao chiến đấu, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lục Kinh Thần, Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, nhớ ngày đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lục Kinh Thần thời điểm, chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà bây giờ, mấy năm không gặp bây giờ hắn cũng có thể bình đẳng nhìn tới, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Ngươi cũng muốn ở chỗ này dương oai? Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một vòng hí ngược. Dương oai, Lục Kinh Thần sắc mặt cứng đờ, chữ này, đều là dùng để hình dung hạng giá áo túi cơm, hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, sẽ dùng đến trên người hắn, hắn dù sao cũng là đường đường nhất vực chi chủ. Hừ, ngươi giết con ta, diệt ta lục gia chi mạch, đoạt ta lục gia chi bảo, thù này không đội trời chung. Lục Kinh Thần phẫn nộ quát. Bỗng nhiên, quảng trường phía trên cùng Thiên Võ Thần Sơn phía dưới, bỗng 30 đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đi tới Lục Kinh Thần bên cạnh, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường đại khí tức, hiển nhiên cũng là đại đế cảnh. 30 cái đại đế, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nói, Lục Kinh Thần, xem ra ngươi không biết nhân tộc thí luyện cổ lộ trên phát sinh sự tình a. Sự tình gì? Lục Kinh Thần không chút nghĩ ngợi hỏi. Man hoang cổ thành cung ra, đã từng mấy chục cái đại đế cảnh vây công ta, toàn bộ bị ta chém giết. Tiêu Phàm không nhanh không chậm nói ra, Bắc Thần cổ vực Bắc Thần gia tộc, 40-50 cái đại đế cảnh vây công ta, cũng 10 không còn một. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, cung gia cùng Bắc Thần gia tộc liên thủ, gần 100 cái đại đế cảnh vây công ta, cuối cùng lại là không một người sống, về sau, ngoại tộc cũng không ít cường giả nghĩ vây công ta, toàn bộ không thấy ngày mai mặt trời. Tiêu Phàm lời nói rất bình thản, tựa như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, có thể nghe vào ở đây tu sĩ trong tai, lại cực kỳ chói tai, còn dường như sấm sét. Rất nhiều người như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm, thậm chí hoàn toàn không tin Tiêu Phàm nói tới. Gần 100 cái đại đế cảnh vây công ngươi, không một người sống. Tiêu Phàm, ngươi một cái đại đế cảnh hậu kỳ, cũng quá để ý mình rồi a hát. Lục Kinh Thần khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin Tiêu Phàm chuyện ma quỷ. Tiêu Phàm lại là không những không giận mà còn cười, nhếch miệng lên lướt qua một cái tà tà nụ cười, nói, đúng rồi, ta lúc ấy không phải đại đế cảnh hậu kỳ, mà là đại đế cảnh tiền kỳ. Oanh, đám người thật giống như bị thần lôi đánh trúng đồng dạng. Trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, một cỗ ý lạnh lạnh từ đầu đến chân. Lấy đại đế cảnh tiền kỳ, chém giết gần 100 đại đế cảnh đỉnh phong. Điều này có thể sao? Làm sao lời này nghe vào trong tai, là bất khả tư nghị như vậy đây? Nhưng Tiêu Phàm lại không giống là đang nói láo dáng vẻ, chẳng lẽ là thật sao? Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Tiêu Phàm, người còn không bằng nói, người đại đế cảnh vô địch, thậm chí quét ngang thánh đế cảnh. Lục Kinh Thần nhe răng cười một tiếng, khinh miệt nói, ta phát hiện, người khoác lác ngược lại là so người thực lực lợi hại. Nha, đây không phải thiên tinh tử sao? Ta nhớ được ngươi lúc đó cũng là ở trận. Tiêu Phàm không để ý đến Lục Kinh Thần, mà là nhìn về phía dưới trên quảng trường thiên tinh tử, biểu tình vẻ tiếc nuối nói, đáng tiếc, lúc ấy người trốn được tương đối nhanh. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt dọc theo Tiêu Phàm ánh mắt nhìn tới, tất cả đều rơi vào tóc trắng áo bào tím thiên tinh tử trên người. Lục Kinh Thần nụ cười trên mặt cứng đờ, trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, mặt âm trầm, thiên tinh tử,
hắn nói là sự thật. Thiên tinh tử nhíu mày, hắn biết rõ việc này không cách nào giấu giếm, không thể làm gì khác hơn nói, những người kia xác thực chết ở trong tay của hắn, bất quá. Không đợi thiên tinh tử nói xong, đám người lại là trong nháy mắt sôi trào. CMN, thực có chuyện như vậy, gần 100 đại đế cảnh vây công, đều không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa lúc ấy hắn vẫn chỉ là đại đế cảnh tiền kỳ. Thiên tinh tử hẳn là sẽ không nói láo a, bằng không mà nói, thiên mạc sách cũng không lại ở chỗ này đánh nhau. Đúng vậy a, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, lục kinh thần hiện tại còn dám hay không tìm tiêu phàm phiền phức. Rất nhiều người biểu tình vẻ tò mò, kinh ngạc nhìn xem lục kinh thần, về phần thiên tinh tử sau đó nói mà nói, không có người nào cẩn thận nghe. Dù sao nhiều như vậy đại đế cảnh chết ở tiêu phàm trong tay là sự thật không thể chối cãi, về phần cụ thể dùng thủ đoạn gì, cái kia còn có ý nghĩa gì đây? Lục kinh thần sắc mặt tái nhợt hết sức, hôm nay tới đây, khắp nơi vấp phải trắc trở, nhưng hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng là, nếu để cho bản thân mang tới 30 cái này đại đế giết tới, như thế nào tiêu phàm đối thủ? Tiêu phàm, con ta cái chết, ngươi làm sao cho bản tôn một cái công đạo? Cũng liền ở lục kinh thần tiến thoái lưỡng nan thời khắc, cái thứ hai bình đài, đang ngồi võ vân quân đột nhiên đứng dậy. A, tiêu phàm híp híp hai mắt, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nói con trai của ngươi là ai? Võ cuồng đao, võ vân quân vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói, ngươi đừng nghĩ chống chế, việc này rất nhiều ánh mắt nhìn thấy, hôm nay ngươi nếu không cho, nhưng mà không chờ hắn nói xong, tiêu phàm liền ngắt lời hắn, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết, ngươi mang bao nhiêu người tới đi. Lời này vừa nói ra, võ vân quân kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, tiêu phàm cái này là hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt a. Phách lối, quá kiêu ngạo, tất nhiên hôm nay là ngươi vô tận thần phủ khai phái lễ mừng, bản tôn tự nhiên muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, vậy liền tiễn ngươi về Tây Thiên a. Võ vân quân đi tới trên không trung, lạnh giọng nói. Nói xong. Đám người phía dưới bên trong lại có chừng 20 người phóng lên tận trời, xuất hiện ở võ vân quân sau lưng. Lại là 24 đại đế cảnh. Đám người thở sâu, tăng thêm thiên vân thần điện 30 cái đại đế cảnh. Bây giờ vô tận thần phủ phải đối mặt, thế nhưng là 54 đại đế cảnh a. Những cái kia đại đế cảnh có lẽ không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là lục kinh thần cùng võ vân quân hai đại vực chủ tự mình động thủ. Tiêu phàm thần sắc như thường. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào, mà là nhìn hướng đám người phía dưới nói, còn có ai muốn cùng tiêu mỗ hôm nay giải quyết ân oán, đều có thể đi lên, vừa vặn khoảng cách giờ lành còn có một đoạn thời gian. Tiêu phàm lời nói rất bình thản, nhưng lại tràn đầy một loại vô địch bá khí, đám người trong lòng cũng âm thầm bội phục không thôi. Chẳng lẽ cái này tiêu phàm muốn ở giờ lành đến trước đó, đem tất cả ân oán đều giải quyết hết sao? Cái này cần bao nhiêu tự tin a? Người ở chỗ này đều biết, muốn tìm tiêu phàm phiền toái người, thế nhưng là nhiều không kể xiết, bây giờ thì có 3 đại đế vực vực chủ, còn mang đến đông đảo đại đế cảnh cường giả. Tiêu phàm, tất nhiên võ vực chủ là tiễn ngươi về Tây Thiên, vậy ta cũng liền cho ngươi tống chung sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung a. Đột nhiên, thiên tinh tử đạp không mà lên, phía sau hắn càng là mang theo khoảng 40 người. Đại hoang đế vực thân là man hoang cổ cương số 1 số 2 đế vực. Nội tình lại là xa không phải bình thường đế vực có thể so sánh. Đám người đều không khỏi thay vô tận thần phủ khẩn trương lên, cái này thì tương đương với gần 100 đại đế cảnh cùng là địch, hôm nay, tiêu phàm cùng vô tận thần phủ lại có thể trốn qua một kiếp. Muốn tống chung chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, người cũng phải thay cha ngươi tống chung chăm sóc người thân trước lúc lâm chung ta cũng không phải cha ngươi. Tiêu phàm cười nhạt nói, dư quang liếc trời cao chiến trường một cái. Gần 100 cái đại đế cảnh, đội hình như vậy, tiêu phàm còn thật không phải là đặc biệt quan tâm, lấy hắn thực lực hôm nay, chỉ cần những cái này đại đế cảnh tu sĩ không phải là thiên tinh tử cấp bậc này thiên tài, hắn hoàn toàn có thể không để trong mắt. Tiêu phàm, chớ có cản rỡ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lại một đường thân hình đạp không mà lên, lại là ngồi ở dưới võ vân quân tay Thương Thiên Tiếu. Thương Thiên Tiếu hai đứa con trai đều vì tiêu phàm mà chết. Mặc dù không phải tiêu phàm trực tiếp ra tay, nhưng Thương Thiên Tiếu có thể một mực ghi hận lấy tiêu phàm. Bây giờ nhiều người như vậy muốn cho tiêu phàm chết, Thương Thiên Tiếu tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hôm nay,
chính là các đại thế lực ở giữa phân tranh, nhưng không có bách sát các nhúng tay tư cách. Theo Thương Thiên Tiếu xuất hiện, phía sau hắn cũng xuất hiện chừng 20 cái đại đế cảnh cường giả, đại đế cảnh tu sĩ, đã đạt hơn 120 cái. Phía dưới tu sĩ nhìn xem đều cảm giác tê cả da đầu, vô tận thần phủ người càng là lo lắng không thôi. Gần 100 đại đế cảnh, 4 đại đế vực vực chủ, bây giờ hợp lực ứng phó Tiêu Phàm cùng vô tận thần phủ, Tiêu Phàm lại dựa vào cái gì để ngăn cản đây? Tiêu Phàm, xem ra người đời cũng không nguyện ý ngươi vô tận thần phủ tồn tại, theo ta thấy, ngươi dứt khoát lấy cái chết tạ tội được. Lục Kinh Thần ngửa mặt lên trời cười to nói. Hắn nếu một người động thủ, thật vẫn có chút bó tay bó chân, bây giờ 4 đại đế vực đồng thời xuất thủ, hắn đã hoàn toàn không cố kỵ gì. Tiêu Phàm là mạnh, nhưng hắn một người ngăn lại Tiêu Phàm, hoàn toàn là chuyện dễ dàng, rốt cục những người khác, hoàn toàn có thể nghiền ép vô tận thần phủ. Tiêu Phàm, bây giờ người thế gian đều là địch, vô tận thần phủ cũng ổn thỏa nửa bước khó đi, theo ta thấy, còn không bằng giải tán được. Thiên Tinh Tử cũng hợp thời cười to nói. Hắn nhiều lần thiết kế diệt sát Tiêu Phàm, đều không thành công, giết chết Tiêu Phàm, đã triệt để trở thành ác mộng của hắn. Lần này, hắn không tin, Tiêu Phàm còn có thể bất tử. Thế gian đều là địch, Tiêu Phàm lại là nhàn nhạt lắc đầu, nơi nào có nửa điểm cục xúc bất an ý nghĩa, khinh thường nói, liền bằng các ngươi đám này mặt hàng, cũng chỉ có thể đại biểu chính các ngươi. Mọi người hợp lực động thủ giết hắn, không muốn cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lục Kinh Thần phẫn nộ quát, nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia thần sắc lạnh nhạt, trong lòng của hắn có loại bất an mãnh liệt. Vậy nhưng, chưa hẳn, cũng đúng lúc này, lại một đường trung khí 10 phần thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng về tầng thứ 2 bình đài nhìn tới. Chỉ thấy tầng thứ 2 bình đài, vẫn một mực đang uống trà Diệp Khuynh Thành, đột nhiên để chén trà trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy. Hắn áo bào trắng trắng hơn tuyết, sợi tóc cuốn lên, mọi cử động cho người ta một loại xuất trần siêu phàm cảm giác. Hắn đứng ở đó, liền tựa như một chuôi tuyệt thế thần kiếm, lộ ra một cỗ vô địch phong duệ chi khí. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Diệp Khuynh Thành, nhưng hắn nội tâm lại là hơi hơi ngưng trọng, từ khi Diệp Khuynh Thành lấy được Diệp gia tiên tổ huyết mạch về sau, cả người hắn trở nên 10 điểm lạnh lùng. Đã từng hắn còn vì phụ thuộc Tu La Điện mà kích động, nhưng bây giờ, lại vở không đề cập tới Tu La Điện sự tình. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Diệp Khuynh Thành nội tâm cũng có một chút xoắn suýt, đến cùng bây giờ Diệp gia có nên hay không phụ thuộc Tu La Điện. Bất kể như thế nào, lấy được Diệp gia tiên tổ truyền thừa Diệp Khuynh Thành không có phủ nhận cùng Tu La Điện ở giữa liên quan, nhưng là đồng dạng thiếu phần kia tha thiết. Liền tựa như lần trước, Tiêu Phàm giết đến tận Vạn La Đế Thành, nếu như Diệp Khuynh Thành tán thành thân phận mình mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là từ đầu đến cuối, Diệp Khuynh Thành đều không có xuất thủ, chỉ là đang nơi xa lẳng lặng quan sát mà thôi. Hiện tại, Tiêu Phàm nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đứng ra, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, xem như Diệp Khuynh Thành còn bản thân năm đó cứu một phần của hắn nhân tình. Làm Diệp Khuynh Thành đứng dậy một sát na kia, Lục Kinh Thần đám người sắc mặt lại là hơi đổi. Diệp Khuynh Thành một trưởng có thể đánh bay Thiên Mạc Sách, điểm này cũng đủ để chứng minh hắn thực lực, hắn nếu xuất thủ, đơn đả độc đấu mà nói, thật đúng là không mấy người là đối thủ của hắn. Ngươi tính là thứ gì? Cũng đúng lúc này, Lục Kinh Thần bên người một cái đại đế cảnh tu sĩ khinh thường nhìn xem Diệp Khuynh Thành nói. Hỏng bét, Lục Kinh Thần nghe nói như thế, trong lòng liền run lên bần bật. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Khuynh Thành đột nhiên ngẩng đầu, một đạo lăng lệ quang mang từ trên người hắn bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt xuyên thấu cái kia mở miệng nói chuyện tu sĩ. Phốc suy một tiếng, người kia trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ tràn ngập trên không trung. Đám người chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng túc sát chi khí. Ở đây tu sĩ thấy thế, tất cả đều lạnh tới cực điểm, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Vẻn vẹn một ánh mắt, vậy mà liền đánh giết một cái đại đế cảnh, vậy hắn thực lực lại là biết bao đáng sợ. Đại hoang đế vực người, ta tới giết. Diệp Khuynh Thành quay đầu nhìn về phía xa xa Tiêu Phàm, bình thản phun ra một câu. Lời này vừa nói ra, đại hoang đế vực người chỉ cảm thấy cổ phát lạnh. Một loại cảm giác tử vong trong nháy mắt tràn ngập ở tất cả mọi người trái tim. Thiên Tinh Tử cũng là sắc mặt tái xanh, trong lòng thầm mắng không thôi,
vừa rồi mắng ngươi không phải thiên vân đế vực người sao, làm sao sẽ đối ta đại hoang đế vực người xuất thủ. Người ở chỗ này đoán chừng cũng không mấy người minh bạch Diệp Khuynh Thành ý nghĩa, ngược lại là Tiêu Phàm, lại là gật đầu cười, cũng tốt. Nghe được Tiêu Phàm ngữ khí, đám người càng là buồn bực, người khác giúp ngươi xuất thủ, ngươi không nên nói một cái tạ ơn chữ sao. Nhưng Tiêu Phàm giọng nói kia, liền tựa như cùng một cái cấp dưới tại nói chuyện một dạng. Kết trận, Thiên Tinh Tử hét lớn một tiếng, khoảng 40 cái đại đế cảnh tu sĩ thế mà hướng về chân trời lao đi, ở trên không kết thành một cái hơn 40 người siêu cấp đại trận, lạnh lùng nhìn phía dưới Diệp Khuynh Thành. Ứng phó Diệp Khuynh Thành, đơn đả độc đấu, hiển nhiên là không thể nào là Diệp Khuynh Thành đối thủ, cũng chỉ có mượn nhờ trận pháp lực lượng. Hô, Diệp Khuynh Thành ngược lại là không sợ hãi, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại trận, cái này khiến rất nhiều người kinh ngạc không thôi. Người này thật đúng là thật là lớn tự tin, nếu như hắn từng bước giết, đại trận này căn bản không làm gì được hắn a. Theo ta thấy, hắn đây hoàn toàn là cuồng vọng vô tri, dù cho hắn là thánh đế cảnh tu vi, ở khoảng 40 cái đại đế cảnh tổ hợp trận pháp công kích phía dưới cũng không chiếm được chỗ tốt. Tiêu Phàm người bên cạnh, đều cùng hắn giống nhau đến mấy phần, chỉ là không biết, mấy người kia có thể hay không chèo chống bao lâu. Đám người cũng không quá xem trọng Diệp Khuynh Thành. Dù là lúc trước hắn một trường đẩy lui Thiên Mạc Sách, nhưng là bây giờ, hắn lại bị vây ở trận pháp bên trong. Nhưng mà, khi mọi người nghe được Diệp Khuynh Thành lời kế tiếp lúc, đám người càng là trợn mắt hốc mồm, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Này kiếm trận hẳn là một cái thánh đế cảnh làm chủ trận người, cái kia thánh đế cảnh đây. Diệp Khuynh Thành ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, cũng không có lập tức xuất thủ dục vọng. Cái gì, còn có một cái thánh đế cảnh? Đám người trợn tròn mắt, ai cũng có thể nghe ra Diệp Khuynh Thành trong giọng nói tự tin, gia hỏa này, lại còn muốn theo thánh đế cảnh một trận chiến. Đoạn thời gian trước nghe thấy Diệp gia xuất hiện một cái kỳ tài, thế mà không biết, người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Cũng đúng lúc này, hư không đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, một đạo thân ảnh khôi ngô từ hư không bên trong đi ra. Đó là một cái ở trần nam tử, nhìn qua 40-50 tuổi bộ dáng, khí huyết dồi dào. Còn nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn lao nhanh, quanh thân càng là lượn lờ vô số đao khí. Kỳ diện như đao gọt, mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, cổ đồng sắc da thịt, đứng ở đó liền cho người ta một cỗ áp lực thực lớn. Người này chẳng lẽ là Đao Ma Thiên Mạc Ly? Có người kinh hô mà ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nam tử kia. Thật có khả năng, truyền văn hắn thiên sinh đao thể, một thân đao pháp sâu không lường được. Sớm tại 3.000 năm trước thì đến được bán bộ thánh đế cảnh, bây giờ đoán chừng đã đột phá đến chân chính thánh đế cảnh. Đại hoang đế vực, xem ra là thực nghĩ đưa vô tận thần phủ vào chỗ chết a, chỉ một cái liền đến hai vị thánh đế cảnh cường giả. Trong đám người cũng nhấc lên sóng to gió lớn, làm Đao Ma Thiên Mạc Ly đến mà cảm thấy cực kỳ kinh hãi, một lần này, đại hoang đế vực là thật phía dưới rất lớn thủ bút. Đồng dạng. Đại hoang đế vực cũng không hổ là man hoang cổ cương số 1 số 2 đế vực. Chỉ là đám người không ở hiểu là, Tiêu Phàm cùng đại hoang đế vực cũng không có cái gì sinh tử đại thù a, vì sao đại hoang đế vực như thế không từ thủ đoạn đây? Kỳ thật, chính là Tiêu Phàm cũng nghĩ không thông, bất quá Thiên Tinh Tử nhiều lần muốn giết hắn, đã sớm là không chết không thôi mối thù. Đao Ma, Diệp Khuynh Thành nhíu mày, tựa như 10 điểm khó chịu cái tên này đồng dạng, hắn xòe bàn tay ra. Một chuôi thanh đồng cổ kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, kiếm ma, Diệp Khuynh Thành. Kiếm ma, đối diện Thiên Mạc Ly hơi sững sờ, ngay sau đó càn rỡ cười ha hả, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói có ý tứ, đợi chút nữa đem ngươi dầm nát, nhìn ngươi có tư cách gì xưng ma. Thử ngâm Diệp Khuynh Thành lời nói không nhiều, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, tay cầm trường kiếm thế mà đánh về phía đối diện Thiên Mạc Ly. Như vậy không kịp chờ đợi đã chết rồi sao? Thiên Mạc Ly lạnh rên một tiếng, một chuôi trường đao màu đỏ ngòm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay, không sợ hãi chút nào nghênh đón. Kiếm ma, Tiêu Phàm nghe được Diệp Khuynh Thành tự báo tính danh lúc xưng hô, không khỏi nhíu mày, trong lòng càng là buồn bực, đây thật là Diệp Khuynh Thành sao? Tiêu Phàm, ngươi cho rằng một mình hắn có thể cứu được ngươi sao? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành bị đại hoang đế vực Đao Ma Thiên Mạc Ly ngăn lại, Võ Vân Quân lần nữa cản rỡ lên. Vừa dứt lời, đệ nhị bình đài phía trên lại truyền tới một thanh âm, võ vực chủ, kiếm mỗ có chút ngứa tay,
người cùng ta luận bàn một hai làm sao? Kiếm Vạn Tôn, người muốn đối địch với ta? Võ Vân Quân căm tức nhìn tầng thứ hai bình đài. Lại là Kiếm Vạn Tôn chậm rãi đứng dậy, một thân một mình đạp không mà lên, đi tới cùng Võ Vân Quân ngang hàng không chung. Cùng Võ Vực Chủ là địch, còn nói không lên. Kiếm Vạn Tôn cười lắc lắc đầu nói. Nếu như ta nhớ kỹ không sai, con gái của ngươi Kiếm Thiên Hồng, hình như là vì Tiêu Phàm mà chết đi. Làm sao, ngươi còn muốn nhận giặc làm cha sao? Võ Vân Quân cười lạnh nói. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, Võ Vân Quân nói tới sự tình rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, có thể giờ phút này, Kiếm Vạn Tôn nhưng phải giữ gìn Tiêu Phàm, cái này khiến bọn họ không tiếp thụ được. Hơn nữa, không chỉ Kiếm Vạn Tôn, còn có Phong Lôi Minh cũng là như thế. Phong Lôi Minh nhi tử Phong Lôi Tuyệt lúc trước cùng Kiếm Thiên Hồng cùng nhau đi tìm Tiêu Phàm phiền phức, cuối cùng Phong Lôi Tuyệt lại là đột nhiên tự bạo mà chết, nổ chết Kiếm Thiên Hồng. Bất thình lình tự bạo, tất cả mọi người biết rõ cùng Tiêu Phàm có quan hệ, chỉ là không có bất kỳ chứng cứ nào mà thôi. Coi như không có chứng cứ, dựa theo lẽ thường mà nói, Kiếm Vạn Tôn cùng Phong Lôi Minh, không phải cũng hẳn là đứng ở Tiêu Phàm một phương a. Hừ, Kiếm Vạn Tôn lạnh rên một tiếng. Ta Phong Lôi Minh bình thường không ưa nhất nhiều người khi dễ ít người, Thương Thiên Thiếu, nếu không bồi ta đi một trận. Lúc này, tầng thứ hai bình đài phía trên người cuối cùng Phong Lôi Minh cũng không nhịn được đi tới không trung. Đám người thấy thế, càng là 10 điểm im lặng, bọn họ không cũng đều là Tiêu Phàm địch nhân sao, làm sao bây giờ lại lựa chọn trợ giúp Tiêu Phàm. Bọn họ làm sao biết, Kiếm Vạn Tôn nhi tử Kiếm Thiên Vũ cùng Phong Lôi Minh nhi tử Phong Lôi Diễn, hai người đã sớm quy thuận Tiêu Phàm, hai người dùng một điểm thủ đoạn để bọn hắn phụ thân xuất thủ, đây còn không phải là chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, đây là bởi vì Phong Lôi Diễn cùng Kiếm Thiên Vũ lừa bọn họ phụ thân, bọn họ nếu như không ra tay, Tiêu Phàm liền sẽ không đáp ứng giải trừ hai người bọn họ thể nội cấm thần tỏa hồn ấn, về sau chắc chắn thụ Tiêu Phàm khống chế. Mặc dù bọn họ chết một người con gái cùng nhi tử, nhưng là vẫn không thể không vì còn sống nhi tử cân nhắc. Giờ phút này, Kiếm Vạn Tôn cùng Phong Lôi Minh hai người nội tâm là tràn đầy tức giận, nhưng bọn hắn lại không thể không lựa chọn ra tay. Các ngươi hai cái điên rồi sao? Thương Thiên Thiếu giận dữ hét. Hắn cùng với Kiếm Vạn Tôn cùng Phong Lôi Minh bình thường cũng tính hết sức quen thuộc, thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ, hai người vẫn đứng ở hắn đối lập mặt. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây? Võ Vực Chủ, mời đi. Kiếm Vạn Tôn lại là lắc đầu, hướng về phía Võ Vân Quân làm một cái thủ hiệu mời. Cùng lúc đó, nơi xa có phi ra chừng 20 đạo thân ảnh. Võ Vân Quân sắc mặt một trận tái nhợt, hắn thực lực cùng Kiếm Vạn Tôn cũng liền 8 lạng nửa cân. Nếu như chém giết, nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đây không phải hắn muốn thấy. Tốt, Võ Vân Quân khẽ cắn môi, lại là không thể làm gì. Đồng thời hướng không trung bay đi. Bọn họ thật không có đánh lên, mà là lẫn nhau giằng co, lẳng lặng nhìn phía dưới. Kiếm Vực Chủ, người vì sao? Võ Vân Quân vẫn là không nhìn được nghi hoặc, trong bóng tối cho Kiếm Vạn Tôn truyền âm nói, hắn hiểu Kiếm Vạn Tôn làm người, không nên đứng ở cửu nhân một phương. Ta có bất đắc dĩ lý do, sau khi qua chiến dịch này, Kiếm Mỗ tới cửa bồi tội. Kiếm Vạn Tôn thật sâu thở dài. Thôi. Tiêu Phàm dám mời người ta, đã sớm ở hắn trong kế hoạch. Võ Vân Quân đắng chát cười một tiếng, ngay sau đó lắc đầu thở dài nói, sau chiến dịch này, sợ là cũng lại không thể hủy diệt Vô Tận Thần Phủ. Điểm này, Kiếm Vạn Tôn lại làm sao không biết đây, nhưng hắn lại không người biện pháp gì. Phía dưới, Phong Lôi Minh nhìn thấy Kiếm Vạn Tôn bọn họ rời đi, hắn cũng trịnh trọng nhìn về phía đối diện Thương Thiên Tiếu nói, Thương Vực Chủ, người ta yên lặng chờ kết quả, làm sao? Tốt, Thương Thiên Tiếu khẽ cắn môi, hắn hai đứa con trai đều vì Tiêu Phàm mà chết, đối Tiêu Phàm có thể nói hận thấu xương. Nhưng hắn lại không thể không đứng ở đại cục cân nhắc, cùng Phong Lôi Minh động thủ, hắn cũng lấy không đến bất luận cái gì chỗ tốt, thậm chí sẽ cho Thương Lan Đế Vực tạo thành tổn thất trọng đại, đây không phải hắn muốn thấy. Chỉ một thoáng, Phong Lôi Minh cùng Thương Thiên Tiếu hai người mang theo riêng mình người bay về phía không trung, ngồi lên vách tường xem. Đám người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt, mới vừa rồi còn là tứ đại vực chủ, tăng thêm hơn 100 cái đại đế cảnh vây công Tiêu Phàm. Nhưng nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Lục Kinh Thần cùng hắn Thiên Vân Thần Điện hơn 40 cái đại đế cảnh.
Lục Kinh Thần sắc mặt cực kỳ đặc sắc, ban đầu cũng là hắn một phe thế lực muốn đối phó Tiêu Phàm, hiện tại túi đến túi đi, tất cả lại trở về nguyên điểm. Lục Kinh Thần, mời tiếp tục ngươi biểu diễn. Tiêu Phàm làm một cái thủ hiệu mời, ánh mắt kia liền tựa như lại nhìn một cái thằng hề. Đám người nghe vậy, khóe miệng co quắp một trận, Tiêu Phàm miệng này, thật đúng là không phải bình thường độc. Lục Kinh Thần dù sao cũng là đường đường vực chủ, giờ phút này lại bị hắn trở thành thằng hề đối đãi, Lục Kinh Thần có thể nuốt trôi khẩu khí này mới là lạ. Xác thực giống như đám người dự liệu như vậy, Lục Kinh Thần không có khả năng nuốt trôi một hơi này, ánh mắt của hắn quét Tiêu Phàm bên cạnh Kình Thiên một cái, cuối cùng lộ ra một vòng ngoan tuyệt. Tiêu Phàm, người cho rằng, bằng một cái này thánh đế cảnh, liền có thể bảo vệ được ngươi và vô tận thần phủ. Lục Kinh Thần cười lạnh nói. Vậy là đủ rồi, Tiêu Phàm khẳng định gật đầu, ánh mắt tràn đầy vô địch tự tin. Có đúng không, Lục Kinh Thần híp híp hai mắt, phất tay, dưới chân của hắn lập tức xuất hiện một giá cổ lão chiến xa. Đồng thời, Lục Kinh Thần khí thế trên người cũng trong nháy mắt tăng vọt, còn giống như đại dương hướng về bốn phương tám hướng bành trướng đi. Thánh huy, hắn cũng là thánh đế cảnh, cảm nhận được Lục Kinh Thần trên người tán phát cỗ khí tức kia. Đám người bỗng nhiên hít một hơi hơi lạnh, cái này Lục Kinh Thần không phải đại đế cảnh đỉnh phong sao? Làm sao ngắn ngủi mấy năm, lại biến thành thánh đế cảnh? Chẳng lẽ, Lục Kinh Thần liền là ở thời gian mấy năm qua bên trong, đột phá đến thánh đế cảnh? Giờ khắc này, đám người thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa, hôm nay, Tiêu Phàm sợ là lại khó trốn qua một kiếp. Tiêu Phàm, hiện tại ngươi còn có đầy đủ tự tin sao? Lục Kinh Thần nhe răng cười một tiếng. Trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Thánh đế cảnh, phóng nhãn nhân tộc 3000 vực, cũng đã là cường giả cấp cao nhất, hắn quả thật có hắn vốn để kiêu ngạo. Bây giờ ba đại thánh đế cảnh tới đối phó ngươi, ngươi đã hẳn là chết có ý nghĩa. Lục Kinh Thần lại nói, cuồng bạo khí thế bay thẳng Tiêu Phàm đi. Bất quá ánh mắt của hắn lại là một mực rơi vào Tiêu Phàm bên cạnh Kình Thiên trên người, hắn kiêng kỵ nhất, vẫn là Kình Thiên. Lục Kinh Thần. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Tiêu Phàm không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại cười lạnh một tiếng, con ngươi trở nên hết sức băng lạnh, ta nói hôm nay, ta nhất định diệt ngươi Thiên Vân Đế Vực, ngươi tin không? Diệt đi Thiên Vân Đế Vực, lời này vừa nói ra, đám người đều lộ ra vẻ không tin. Cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ bị sợ, đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Thiên Vân Đế Vực tồn tại vô số tuế nguyệt, ngươi như thế nào muốn diệt liền diệt? Ha ha, Lục Kinh Thần ngửa mặt lên trời cười to, cười cực kỳ càn rỡ, trong tiếng cười đều là khinh thường cùng ý trào phúng. Tiêu Phàm, bản tôn nói ngươi khoác lác lợi hại, không nghĩ tới ngươi còn thở lên rồi, ngươi có thể hủy diệt vạn gia, là vận khí của ngươi, có thể ngươi cảm thấy, ta Thiên Vân Đế Vực như thế nào vạn gia có thể so sánh. Có đúng không? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, khóe miệng dương lên một đạo đường cong mờ. Nhìn thấy Tiêu Phàm khóe miệng một màn kia tà tà nụ cười. Rất nhiều người cũng nhịn không được dùng mình một cái, nụ cười này, cũng quá lạnh. Lục Kinh Thần nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng tụ, trong mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Không có khả năng, sau một khắc, Lục Kinh Thần ra sức gào thét một tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi như máu, tựa như một đầu tóc cuồng giống như dã thú. Ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Tiêu Phàm lại là cười nhạt một tiếng. Đám người không biết vì sao. Bất quá trong lòng đều ẩn ẩn đoán được cái gì. Chẳng lẽ, Tiêu Phàm thật có thể diệt Thiên Vân Đế Vực Lục ra? Có người kinh hãi tiếng hô, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trở lại nửa canh giờ trước đó, Thiên Vân Thần Điện vị trí, một đạo mang huyết thân ảnh vội vàng bay về phía ngàn mây phù đảo ngay trung tâm, một bên bay lên, trên người còn một bên nhỏ xuống lấy máu tươi. Quỷ dị chính là... Bóng đen này cầm trong tay lệnh bài thông suốt, trực tiếp tiến nhập Thiên Vân Thần Điện phù đảo chỗ sâu nhất đại điện. Phù phù, làm dáng lâm đại điện thời khắc, đạo hắc ảnh kia lại cũng chống đỡ không nổi, thân thể đập xuống mặt đất, máu tươi róc rách mà chảy, đem mặt đất đều nhuộm thành huyết sắc. Mấy cái thủ vệ thấy thế, lập tức chạy tới, phòng bị nhìn xem hắc bào lão giả. Nhanh, dìu ta tiến vào, bóng đen thanh âm khàn khàn vang lên. Cầm trong tay một khối lệnh bài màu đỏ ngòm nói. Mấy cái thủ vệ nhìn thấy lệnh bài, thiếu chút nữa thì quỳ xuống, mấy người vội vàng đỡ dậy bóng đen tiến vào cung điện bên trong,
sau đó cung kính lui ra, chỉ có bóng đen một người lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất. Lão điện chủ, Hư Nhược thanh âm từ bóng đen trong miệng truyền ra, lại cũng cầm không vững lệnh bài trong tay, lệnh bài bang một tiếng rơi trên mặt đất, nhanh, nhanh đi cứu điện chủ hô. Vừa dứt lời, một đạo bóng người màu đỏ ngòm liền xuất hiện ở bóng đen mấy bước có hơn, bất quá đối phương cũng không có tới gần bóng đen, như có chút đề phòng. Bóng người màu đỏ ngòm lộ ra một trưởng già nua gương mặt, trên mặt còn hiện đầy vô số đường vân, nhìn qua hết sức dữ tợn, khủng bố. Quỷ lão, cảm nhận được bóng đen khí tức trên thân, bóng người màu đỏ ngòm cặp kia đục ngầu con ngươi lộ ra một vòng lãnh quang, như đao như kiếm, hết sức băng hàn. Lão điện chủ, là ta. Bóng đen gật đầu một cái, lão điện chủ, không cần phải để ý đến ta, nhanh đi cứu điện chủ, ta theo điện chủ tao ngộ mai phục, điện chủ nguy cơ sớm tối. Nếu như người khác nghe nói như thế, nhất định sẽ kinh ngạc hết sức, Thiên Vân Thần Điện lão điện chủ Lục Thiên Vân, không phải đã sớm chết sao? Nhưng hiện tại, Lục Thiên Vân lại là chân thiết đứng ở đó, mà vả lại hắn khí tức trên thân sâu không lường được. Ngươi tại sao trở lại? Lục Thiên Vân ngữ khí vô cùng băng lãnh, hiển nhiên hắn cũng không có tin tưởng quỷ lão lời nói. Quỷ lão xem như Lục Kinh Thần hạ nhân, lại là vứt bỏ chủ mà chạy, ở Lục Thiên Vân xem ra, cái này căn bản là tội chết. Tiêu Phàm chính là Tu La tộc người, cái gọi là khai phủ lễ mừng chính là một cái âm mưu, chúng ta nửa đường gặp bốn đại thánh đế cảnh đánh lén, lão nô vết thương cũ tái phát, không địch lại đối phương, ta và điện chủ phân tán mà chạy, điện chủ để lão nô hướng lão điện chủ cầu cứu. Quỷ lão lời ít mà ý nhiều nói, khó nén trong giọng nói vội vàng ý tứ. Lục Thiên Vân nhìn chằm chằm quỷ lão, cuối cùng gật đầu một cái, xem như tin tưởng quỷ lão lời nói. Hắn một bước tiến lên, đỡ lấy quỷ lão thân thể, cuồn cuộn thần lực chuẩn bị tràn vào quỷ lão thể nội. Ân, cũng đúng lúc này, Lục Thiên Vân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, đưa tay chính là một chưởng hướng về quỷ lão nộ oanh đi. Sau đó, quỷ lão một cái tay phản ứng càng nhanh, thế mà hóa thành móng vuốt, đâm vào Lục Thiên Vân sườn trái, mang theo máu bắn tung tóe, đồng thời thân thể của hắn nhanh chóng lùi về phía sau, tránh thoát Lục Thiên Vân một đòn. Không hổ là lão điện chủ, phản ứng ngược lại là rất nhanh. Quỷ lão nhìn mình mang huyết móng vuốt, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Có độc, Lục Thiên Vân kinh hô một tiếng, vội vàng vận chuyển công pháp chống đối, tức giận nói, quỷ lão hủ không xử bạc với ngươi, ngươi dám hại ta. Lão già, ta đi theo các ngươi phụ tử cũng có hơn mấy ngàn năm, không nghĩ tới phụ tử các ngươi còn chưa có giải trừ đối ta cảnh giác. Quỷ lão thanh âm đột nhiên phát sinh biến hóa, nơi nào còn có phía trước già nua, ngược lại mang theo một loại từ tính. Sự thật chứng minh, ta đề phòng ngươi là đúng. Lục Thiên Vân lạnh lùng nhìn xem quỷ lão, lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao giấu ở ta Lục gia mấy ngàn trên vạn năm. Quỷ lão khẽ cười một tiếng, ngay sau đó hắn xốc lên vành nón, lộ ra một tấm khô bại khuôn mặt, đại khái hơn 40 tuổi, mặt mũi tuấn giật phi phàm, này chỗ nào cùng tên của hắn quỷ lão có nửa phần liên hệ. Nhận thức lại một lần, ta gọi quỷ hoang, nhân xưng quỷ hoàng. Quỷ lão quỷ hoang nhẹ nhàng cười nói. Quỷ hoang, quỷ hoàng. Lục Thiên Vân nghi ngờ lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên, con ngươi của hắn mãnh liệt co rụt lại, run giọng nói, ngươi là U Minh địa ngục. Lời còn chưa dứt, Lục Thiên Vân nhấc chân chạy, trong nháy mắt vòng qua quỷ hoang, bay thẳng cửa vào đi. Quỷ hoang cũng không có truy sát, ngược lại khóe miệng lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Chỉ một thoáng, đại điện chi môn ầm vang mở ra, một đạo trưởng cương ầm vang đem Lục Thiên Vân nộ oanh mà quay về, đồng thời, quỷ hoang thân thể tới gần, một chảo đâm vào Lục Thiên Vân giữa lưng. Các ngươi, Lục Thiên Vân thân thể run rẩy kịch liệt lấy, thân thể chậm rãi biến thành hắc sắc, quỷ hoang cái chủng loại kia độc, hiển nhiên cũng không đơn giản. Lúc này, lại là thấy cửa đi tới một bóng người, trên người lộ ra khí tức mạnh mẽ. Nhìn kỹ, cái kia vậy mà không là một người, mà là một cái đạt đến hơn một trượng quái vật, toàn thân chán phóng kim quang nhàn nhạt. Tu La tộc, Lục Thiên Vân con ngươi co rụt lại, chật vật quay đầu nhìn về phía bên cạnh quỷ hoang, nói, vì sao? Quỷ hoang dùng sức chấn động, trực tiếp phế bỏ Lục Thiên Vân kinh mạch, một cái tay khác đâm vào Lục Thiên Vân mi tâm, Lục Thiên Vân giống như một bãi bùn nhão một dạng tê liệt trên mặt đất. Vì sao? Hắn thông hai mắt đỏ, nhìn chằm chằm quỷ hoang, tiếp tục hỏi,
nếu như không gặp được hắn câu trả lời mong muốn, hắn chết cũng sẽ không cam tâm. Vì sao? Bởi vì các ngươi Lục gia muốn giết ta Tu La tộc tộc trưởng. Lúc này, cái kia đạt đến hơn một trượng quái vật đột nhiên thân hình biến đổi, biến thành một người trung niên bộ dáng. Nếu như Vô Tận Thần Sơn người nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi, trung niên nam tử này, không phải là vẫn đứng ở bên người Tiêu Phàm Kình Thiên chiến tướng sao, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tu La tộc, Lục Thiên Vân run rẩy mở miệng, trong đầu trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, không cam lòng hỏi, cái kia Tiêu Phàm, là Tu La tộc tộc trưởng. Không sai, hắn cũng là đại ca ta chủ nhân, Quỷ Hoang chen lời nói, hiện tại, ngươi có thể chết cũng nhắm mắt. Đại ca ngươi, Lục Thiên Vân lại là biến sắc, thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá nhảy nhót mấy lần, liền lại cũng không có bất luận khí lực gì. Nhìn tại những năm này giao tình bên trên, cho ngươi một cái thống khoái a. Quỷ Hoang tiến lên, lấy tay vung lên, trực tiếp chặt xuống Lục Thiên Vân đầu, hơn nữa đem hắn mệnh thạch cùng thế giới chi tâm bắt đi ra. Lục Thiên Vân nằm mơ đều không nghĩ đến, bản thân đường đường một đời vực chủ, vậy mà chết uất ức như thế. Kình Thiên cùng Quỷ Hoang hai người, nhìn trước mắt đã trở thành một cỗ thi thể Lục Thiên Vân, hai người nhìn nhau, Quỷ Hoang ném ra một ngọn lửa, trực tiếp đem Lục Thiên Vân thi thể đốt thành kiếp tro, sau đó hướng về đại điện bên ngoài đi đến. Thiên Vân thần điện một gian nhã uyển bên trong, một bóng người chính khoanh chân trên giường tu luyện. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra, thân ảnh này không phải người khác, chính là lúc trước bị hắn tính toán Lục Thừa Phong. Lục Thừa Phong làm khó bị nghiệp hỏa đốt cháy, sớm đã gần như tàn phế, rời đi bách sát chiến trường thời khắc liền triệt để hôn mê, bây giờ đã tỉnh lại. Cũng chính là bởi vì như vậy, Lục Kinh Thần mới biết được, Tiêu Phàm vậy mà giết hắn nhi tử. Lục Kinh Thần đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Phàm, bởi vậy cũng muốn mượn nhờ một lần này Vô Tận Thần Phủ khai phủ lễ mừng, diệt đi Tiêu Phàm. Thùng thùng, đột nhiên, gian phòng bên ngoài truyền đến một trận gõ cửa thanh âm. Thanh âm không nhanh không chậm. Ai, Lục Thừa Phong bỗng mở hai mắt ra, trên mặt hiện lên một tia vẻ không vui, hắn chính trong tu luyện, tự nhiên khó chịu người khác quấy rầy. Đại thiếu chủ, điện chủ cho ngươi đi qua, một đạo thanh âm thong thả vang lên. Lục Thừa Phong nghe vậy, vẻ mặt phiền muộn, cha hắn không phải tiến về Vô Tận Thần Sơn diệt sát Tiêu Phàm báo thù sao, làm sao trở về nhanh như vậy? Hay là nói, Lục Kinh Thần đã giết Tiêu Phàm? Cố ý đến nói với chính mình. Biết rõ chuyện gì sao? Lục Thừa Phong hỏi dò. Thuộc hạ không biết, cái kia thanh âm tiếp tục nói. Lục Thừa Phong nhíu mày, ngừng vận chuyển công pháp, chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Phốc phốc, nhưng mà lúc này, một đạo tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy một đạo lợi mang cực tốc hướng về ngực của Lục Thừa Phong kích xạ đi. Ngươi là ai? Lục Thừa Phong sắc mặt đại biến. Hắn dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, vừa lúc tránh thoát đạo kia lợi mang công kích. Phốc, cũng liền ở hắn dựa vào sau một sát na kia, lại thấy lạnh cả người từ phía sau truyền đến, chỉ bất quá một lần này hắn lại không thể trốn đi đâu được, một chuôi huyết kiếm trực tiếp xuyên qua thần lực của hắn biển. Lục Thừa Phong tựa như một cái tiết bóng ra đồng dạng, sụi xuống trên mặt đất. Hắn lại là nhìn thấy, ở sau lưng hắn cùng cửa ra vào, đều đứng ở một đường thân ảnh, Lục Thừa Phong hoàn toàn không biết, gian phòng của mình bên trong là lúc nào người thừa ra. Đệ nhị Diêm La Điện 174 hào, bái kiến ảnh điện chủ. Cửa ra vào người kia đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng về phía gian phòng bên trong thân ảnh nói. Cổ thần cảnh tu vi, tùy tiện ám sát thần vương cảnh, sau khi qua chiến dịch này, bản thân đi tìm Phong Lang lĩnh tội. Bên trong căn phòng bóng đen lạnh rên một tiếng. Là, cửa ra vào thân ảnh gật đầu rời đi, trong giọng nói không dám có chút khó chịu. Hắn thích việc lớn hám công to, lấy cổ thần cảnh tu vi đi ám sát thần vương cảnh cường giả, nếu như thất bại, vậy coi như sẽ ảnh hưởng đầy bàn kế hoạch. Bên trong căn phòng bóng đen không phải người khác, chính là đệ nhất Diêm La Điện điện chủ Ảnh Phong. Ảnh Phong quét mặt đất Lục Thừa Phong một cái, ở Lục Thừa Phong ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lại hung ác bổ túc một kiếm. Lúc này mới mang theo Lục Thừa Phong thi thể rời đi. Dạng này ám sát sự tình, phát sinh ở Thiên Vân Thần Điện Lục gia mỗi một cái góc, từ dưới mà lên, chỉ cần là Lục gia đệ tử, cơ hồ không ai sống sót. Lục Kinh Thần đối Tiêu Phàm hung ác,
Tiêu Phàm tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, huống chi, Lục gia hủy diệt, cũng coi là cho Quân Nhược Hoan báo thù. Thời gian uống cạn chung trà về sau, từng đạo bóng đen từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, nhao nhao đến Lục Thiên Vân vị trí phía ngoài cung điện. Nơi đó, đã sớm đứng đầy tốt mấy bóng người, chính chờ đợi đến của bọn họ, người cầm đầu, lại là Tiêu Phàm, chỉ bất quá không phải bản thể, chỉ là một đạo linh hồn phân thân mà thôi. Khởi bẩm phủ chủ, đệ nhất Diêm La Điện hoàn thành nhiệm vụ. Khởi bẩm phủ chủ, đệ tam Diêm La Điện hoàn thành nhiệm vụ. Khởi bẩm phủ chủ, đệ lục Diêm La Điện hoàn thành nhiệm vụ. Lần lượt từng bóng người quỳ gối Tiêu Phàm linh hồn phân thân phía trước, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay vung lên, nói, đều tản mất a. Là, nói xong, từng đạo bóng đen lập tức hóa thành từng chùm ô quang tiếng vang bốn phương tám hướng, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hảo một cái Tu La Điện, quỷ hoang nhìn thấy Tu La Điện những cái này nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, cũng từ trong thâm tâm cảm thán nói, trong mắt càng là tinh quang lập lòe. Có thể được quỷ lão khích lệ, là vinh hạnh của bọn hắn. Tiêu Phàm mỉm cười, ánh mắt lại là hướng về xa xa chiến đấu. Oanh, từng tiếng nổ mạnh truyền đến, lại là vô số thân ảnh chính đang kịch liệt giao phong, trong đó có Nam Cung Tiêu Tiêu, Quan Tiểu Thất, Bạch Ma, Ngọc Kỳ Tử, Ngưu Thanh Vân đám người. Kỳ thật, ở Vô Tận Thần Sơn, trừ bỏ Tiêu Phàm cùng Quân Nhược Hoan số ít mấy người bên ngoài, căn bản không có bao nhiêu đại đế cảnh cường giả. Đại bộ phận đều bị Tiêu Phàm phái tới nơi này, chỉ vì cấp tốc giải quyết hết Lục gia, chờ bên này kết thúc chiến đấu, bọn họ cũng liền có thể mau chóng phản hồi Vô Tận Thần Sơn. Tộc trưởng, chuyện nơi đây không sai biệt lắm, chỉ bất quá, Thiên Vân Đế vực khoảng cách Vô Tận Thần Sơn tương đối xa xôi, có chút ngoài tầm tay với. Kình Thiên từ trong thâm tâm cảm khái nói. Lục gia bị diệt, Thiên Vân Đế vực rắn mất đầu, nhất định sẽ loạn thành một bầy, mặc dù ăn một miếng không xuống một tên mập, nhưng xếp vào mấy cái thế lực vẫn là không có vấn đề. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Diệt đi Lục gia, hắn nhưng cũng không có nghĩ đến cùng nhau nuốt vào Thiên Vân Đế vực, đừng nói Vô Tận Thần Sơn làm không được, coi như có thể làm đến, Man Hoang Cổ Cương cũng là sẽ không cho phép. Man Hoang Cổ Cương lại có thể trơ mắt nhìn mình thủ hạ thế lực vô hạn lớn mạnh đây. Đương nhiên, Lục gia vừa diệt, thứ nhất sẽ cho mặt khác đế vực thế lực tạo thành cực lớn chấn nhiếp, về sau muốn cùng Tiêu Phàm là địch, tất nhiên muốn nghĩ sâu tính kỹ mới được. Trên phương diện khác, thì là hấp dẫn Vạn La đế vực chung quanh mặt khác đế vực lực chú ý, bọn họ nhất định sẽ hoa càng nhiều tâm tư ứng phó Thiên Vân đế vực, mà không phải cùng Vô Tận Thần Phủ là địch. Bây giờ mục đích đạt đến, Tiêu Phàm căn bản không quan tâm Thiên Vân đế vực tương lai. Hoặc có lẽ là, Thiên Vân đế vực sớm muộn đều sẽ thuộc về Vô Tận Thần Phủ, chỉ là tạm thời không cách nào nhúng tay mà thôi. Tộc trưởng, một bên kia tình hình chiến đấu làm sao? Kình Thiên lại hỏi, lúc này, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng chém giết người đối diện, lách mình xuất hiện ở quảng trường phía trên. Bây giờ đi về, vừa lúc tới kịp, Tiêu Phàm mỉm cười, lấy tay ở giữa, trong tay lập tức xuất hiện một cái ngọc bàn. Chỉ thấy hắn đánh ra từng đạo thủ ấn. Ngọc bàn lập tức quang mang đại thịnh, ngay sau đó muốn quang môn xuất hiện ở không trung. Ha ha, một lần này lại có trò hay để nhìn. Nam Cung Tiêu Tiêu cười như điên một tiếng, liền xông vào quang môn. Bạch Ma cùng Quan Tiểu Thất đám người thân hình lóe lên, cũng trong nháy mắt bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm linh hồn phân thân đi ở cuối cùng, thật sâu nhìn lại mảnh máu này nhiễm bầu trời một cái, âm thầm trầm ngâm nói. Lần sau lại đến nơi đây, nơi này chính là Vô Tận Thần Phủ cương thổ. Dứt lời, Tiêu Phàm linh hồn phân thân cũng tiến nhập quang mang. Khắp nơi khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập máu tanh nồng nặc chi khí, để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Ai cũng không ngờ tới, vạn năm đế tộc Lục gia, nửa canh giờ thời gian, toàn bộ ngã xuống. Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao. Tiêu Phàm nhìn qua đối diện Lục Kinh Thần. Cười nhạt một cái nói, ngươi không phải đã cảm nhận được sao? Đám người nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm. Rất nhiều người càng là kinh hãi không thôi, trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thật này, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật sự có thực lực diệt đi Lục gia sao? Nếu thật là dạng này, vậy Vô Tận Thần Phủ thực lực cũng thật là đáng sợ. Hôm nay qua đi,
trừ phi cổ cương thế lực tự mình xuất thủ, lại có ai có thể hủy diệt vô tận thần phủ đây? Lục Kinh Thần nhắm hai mắt, cẩn thận cảm ứng một hồi, ngay sau đó trên người bộc phát ra đáng sợ sát phạt chi lực, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm đứng ở đó không nhúc nhích, bằng vào khí thế mà nói, hắn lại còn coi không e ngại Lục Kinh Thần, dù là Lục Kinh Thần thời khắc này thực lực đạt đến thánh đế cảnh tiền kỳ. Đám người nhìn xem đạm nhiên như phong Tiêu Phàm, trong mắt một trận kính sợ. Nhất là vô tận thần phủ tu sĩ, nhìn thấy Tiêu Phàm một cái đại đế cảnh ở thánh đế cảnh trước mặt, y nguyên chuyện trò vui vẻ, không nhìn đối phương sát ý, trong lòng càng là sùng bái không thôi. Cũng đúng lúc này, Lục Kinh Thần cái kia thực chất hóa sát ý, hóa thành vô số lợi nhận thẳng hướng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm ngược lại là không hề bị lay động, nhưng là bên cạnh hắn Kình Thiên, lại là đột nhiên nổ tung. Nổ lên, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc, rất nhiều người thế nhưng là nhận được tin tức, Tiêu Phàm sau lưng người kia, thế nhưng là thánh đế cảnh cường giả a. Thánh đế cảnh cường giả, chẳng lẽ còn không chịu nổi cùng giai tu sĩ uy áp cùng sát khí sao? Không đúng, đây không phải là chân nhân, mà là thần điêu. Có người kinh hô mà ra, ở Tiêu Phàm quanh thân, vẫn như cũ còn tung bay lấy vô số mảnh gỗ vụn. Những người khác nhìn thấy một màn này, càng là trợn tròn mắt, bọn họ làm sao vẫn không rõ, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm đùa bỡn. Nhất là Lục Kinh Thần, khi hắn biết được Kình Thiên chỉ là thần điêu thời khắc, gân xanh trên trán bạo khởi, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm khí không nhẹ. Cũng khó trách hắn tức giận như vậy, hắn một mực không dám động thủ nguyên nhân, chính là kiêng kỵ Tiêu Phàm bên cạnh Kình Thiên. Mà bây giờ lại nói cho hắn, cái kia là giả, là Tiêu Phàm dùng để lừa hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ bình tĩnh đây. Đường đường thánh đế cảnh, đều bị Tiêu Phàm tức giận thổ huyết. Đám người cũng là trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc hết sức. Hiện tại Tiêu Phàm có thể phiền toái, Lục Thiên Vân nhưng là chân chính thánh đế cảnh a. Rất nhiều người âm thầm thay Tiêu Phàm bóp một cái mồ hôi lạnh. Lục Kinh Thần nhìn thấu, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ, kể từ đó, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, để bọn hắn kinh ngạc chính là, Tiêu Phàm vẫn như cũ phong khinh vân đạm, hai tay vác sau lưng, cười nhạt nhìn xem Lục Kinh Thần. Chỉ bất quá nụ cười kia, ở Lục Kinh Thần xem ra, lại là đối với hắn trào phúng và khinh thường. Chết đi, Lục Kinh Thần lửa giận đạt tới cực điểm, lại cũng không áp chế được, hóa thành một đạo thiểm điện hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà tới. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng ở đó không nhúc nhích, cứ như vậy cười nhìn xem Lục Kinh Thần, hắn rõ ràng là ở cười, lại khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, như rớt vào hầm băng một dạng. Lục Kinh Thần cũng là khẽ run lên, bất quá hắn cũng vẻn vẹn do dự trong nháy mắt, liền lần nữa hướng về Tiêu Phàm oanh sát mà tới. Mắt thấy Lục Kinh Thần công kích sắp đánh vào Tiêu Phàm trên người thời khắc, không ít người đã kinh hô mà ra, tựa như đã thấy Tiêu Phàm bị oanh bạo một màn. Nhưng mà, hô, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên, ở Tiêu Phàm trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào đen thân ảnh đến cực kỳ cấp tốc, khí thế kinh khủng càng là nhất thời có một không hai. Oanh, bóng đen không có chút gì do dự, một trường nộ oanh mà ra, cùng Lục Kinh Thần công kích đụng thẳng vào nhau. Lục Kinh Thần cơ thể hơi run lên, trực tiếp lùi lại mấy bước, bay ra ngoài mấy trăm trượng mới đứng vững thân hình. Trái lại Tiêu Phàm trước người bóng đen, lại là không nhúc nhích, tựa như hai chân đính tại hư không một dạng. Lục Kinh Thần bị oanh bay, tê đám người thấy thế, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt, hôm nay Tiêu Phàm mang cho khiếp sợ của bọn hắn nhiều lắm. Đám người ngẩng đầu nhìn tới. Lại là nhìn thấy vừa mới cái kia nổ lên thần điêu lại xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Kình Thiên chiến tướng. Phủ chủ, thuộc hạ đến muộn, xin thứ tội. Kình Thiên cáo lỗi một tiếng, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không có bại lộ Tiêu Phàm là Tu La tộc tộc trưởng thân phận. Chỉ có đơn độc ở trước mặt Tiêu Phàm, Kình Thiên mới có thể xưng hô Tiêu Phàm làm tộc trưởng. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Lại là hờ hững nhìn xem đối diện Lục Kinh Thần, nói, Lục Kinh Thần, ở ta trên đầu động thổ, ngươi tính sai. Tiêu Phàm, hươu chết vào tay ai, bây giờ còn sớm đây. Lục Kinh Thần tức giận hướng về Tiêu Phàm, hắn đã biết rõ đến Lục gia xảy ra chuyện lớn. Phụ thân hắn Lục Thiên Vân cùng con của hắn Lục Thừa Phong mệnh bài đã phá toái, không cần nghĩ cũng biết,
hắn lục ra hang ổ bị Tiêu Phàm cho bưng. Có đúng không? Tiêu Phàm vẻ mặt cười nhạt, chậm rãi dọc theo bậc thang hướng về phía dưới đi đến, tựa như căn bản không quan tâm Lục Kinh Thần uy hiếp. Đám người âm thầm cảm khái, có thể lấy đại đế cảnh tu vi, ở thánh đế cảnh cường giả trước mặt đạm nhiên như phong, phóng nhãn nhân tộc 3000 vực, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Phàm một người. Lục Kinh Thần bị Tiêu Phàm loại này không nhìn triệt để chọc giận, nổi giận nói, giết hắn cho ta. Thiên Vân Đế vực cái kia khoảng 40 cái đại đế cảnh tu sĩ tự nhiên không dám vi phạm Lục Kinh Thần mệnh lệnh, tất cả mọi người nhao nhao hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Giết, cũng đúng lúc này, Vô Tận Thần Sơn đỉnh cung điện bên trong, đột nhiên xông ra 10-20 đạo thân ảnh, chính là từ Thiên Vân Đế vực trở về Nam Cung Tiêu Tiêu đám người. Nói xong, một đạo hắc sắc thần hồng lấy tốc độ cực nhanh lướt qua hư không, trực tiếp sâu lủng hai cái Thiên Vân Đế vực đại đế cảnh tu sĩ mi tâm. Hai đạo thân thể bỗng nhiên hướng về phía dưới rơi xuống đi, chết không thể chết lại. Đám người nhìn thấy một màn này, hoàn toàn trợn tròn mắt. Cái này Vô Tận Thần phủ người có vẻ như cũng quá mạnh rồi a hát, vừa mới vừa đối mặt, liền bắn chết hai người, Thiên Vân Đế vực người như thế nào đối thủ. Điện chủ, chúng ta đi thôi. Ở Lục Kinh Thần giận không kềm được thời khắc, một đạo thanh âm khàn khàn ở Lục Kinh Thần bên tai vang lên. Lại là một cái hắc bào nhân âm thầm xuất hiện ở Lục Kinh Thần một bên. Lục Kinh Thần vốn định nổi giận, có thể nhìn đến hắc bào nhân thời khắc, lời đến khóe miệng lại là thu về, lạnh lẽo nhìn lấy phía dưới Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm, bản tôn không để yên cho ngươi. Phốc phốc, lời còn chưa dứt, sau một khắc, tất cả mọi người trợn to hai mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy một đạo lợi mang, bỗng xuyên qua Lục Kinh Thần thân thể, giọt giọt máu tươi rơi xuống. Mà đối Lục Kinh Thần động thủ, chính là Lục Kinh Thần bên cạnh người áo đen kia. Lục Kinh Thần giống như đạp cái đuôi mèo, thân hình lóe lên, trong nháy mắt phi ra mấy trượng khoảng cách, đồng thời một trưởng hướng về hắc bào nhân vỗ tới. Nhưng hắc bào nhân đã sớm thối lui ra khỏi mấy chục trượng xa, tránh thoát Lục Kinh Thần một đòn. Quỷ lão, vì sao? Lục Kinh Thần nhe răng trợn mắt hướng về đối diện hắc bào nhân, giống như một đầu bị thương sói con, ra sức gào thét. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Quả nhiên là phụ tử, sắp chết đến nơi cũng là nói đồng dạng một câu. Tiêu Phàm nhìn xem trời cao Lục Kinh Thần, thở dài nói. Một tiếng này thở dài, Tiêu Phàm cũng không có ý giễu cợt, có thể đứng ở Lục Kinh Thần trong tai, lại là vô cùng chói tai. Tiêu Phàm, là ngươi dở trò quỷ. Lục Kinh Thần nhe răng trợn mắt hướng về Tiêu Phàm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Đã từng cái kia liền nhường hắn mắt nhìn thẳng một cái tư cách cũng không có thần vương cảnh tiểu tử, bây giờ vậy mà đã có thể tùy tiện quyết định tính mạng của hắn. Kỳ thật đâu chỉ Lục Kinh Thần không nghĩ tới, mặt khác vực chủ cũng không nghĩ đến, cái kia hoàn toàn tầm thường thiên võ vực, vậy mà ra một cái dạng này yêu nghiệt. Nói xong, Lục Kinh Thần lại bỗng nhiên lắc đầu, nói, không có khả năng, quỷ lão đi theo phụ thân ta mấy ngàn năm, làm sao có thể thay ngươi giết ta. Lục Kinh Thần vẫn còn có chút không tin, quỷ lão làm người hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù là hắn hai cha con làm việc, nhưng vẫn như cũ cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định, mấy ngàn năm qua vẫn như cũ như thế. Tiêu Phàm chẳng qua là một cái sống bất quá 50 tuổi tiểu tử, lại có thể cùng quỷ lão cùng nhau lừa hắn. Nhưng mà, chỉ thấy hắc bào nhân kia đột nhiên hơi nghiêng người đi, bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm phía dưới hạ bậc thang, quỳ một chân trên đất. Cung bái nói, thuộc hạ bái kiến công tử. Nói đến đây, hắc bào nhân đột nhiên xốc lên vành nón, lộ ra một tấm hơi có vẻ gầy đét mặt, gương mặt này lại là để Tiêu Phàm rất cảm thấy quen thuộc. Ngươi không phải quỷ lão. Nhìn thấy gương mặt này thời khắc, Lục Kinh Thần thân hình run lên, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Phải biết, trước mắt cái này quỷ lão, một mực đi theo hắn từ Thiên Vân Đế vực đến chỗ này a, nhưng hắn dĩ nhiên thẳng đến không phát hiện. Cái này khiến hắn làm sao tin tưởng đây? Coi như thần lực trên người chấn động có thể ẩn tàng, có thể mệnh cách khí tức là đặc biệt a, cũng không khả năng phục chế cùng giấu giếm. Lục Kinh Thần thân làm thánh đế cảnh cường giả, đối mệnh cách khí tức tự nhiên 10 điểm mẫn cảm, trừ phi đối phương dùng pháp bảo đặc biệt cải biến mệnh cách khí tức, bằng không hắn là tuyệt độ không có khả năng không phát hiện được. Nhưng trước mắt quỷ lão, mệnh cách khí thức vậy mà cùng cái kia đợi ở bên cạnh hắn mấy ngàn năm quỷ lão giống như đúc, đây mới là hắn kinh ngạc nhất địa phương. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới ngươi chạy tới ta đằng trước.
Tiêu Phàm nhìn xem trước người áo bào đen thân ảnh, hài lòng gật đầu, ngay sau đó đỡ dậy áo bào đen thân ảnh nói, Quỷ Thiên Cừu, hoan nghênh trở về. Quỷ Thiên Cừu, rất nhiều người nghe được mấy chữ này, tất cả đều lộ ra nghi hoặc, chỉ có Vô Tận Thần Phủ Tu La Điện người nghe được cái này danh tự, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Quỷ Thiên Cừu, không phải là Tu La Điện tả hộ pháp sao? Năm đó đi theo Tiêu Phàm tiến vào bách sát chiến trường, cuối cùng biến mất, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, lại có thể trọng thương thánh đế cảnh cường giả. Mặc dù chỉ là đánh lén, nhưng vừa rồi một kích kia, tuyệt đối phải lục kinh thần nửa cái mạng. Đa tạ công tử, Quỷ Thiên Cừu chậm rãi đứng dậy, cung kính đứng ở bên người Tiêu Phàm, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem trời cao lục kinh thần. Lục kinh thần ánh mắt lấp lóe không ngừng, đến bây giờ, hắn mới rốt cục tiếp nhận sự thật này. Mình bại, lục gia cũng bại, hơn nữa đều bại 10 điểm triệt để. Lục gia tồn tại vô số tuế nguyệt, tự nhiên bất phàm, đáng tiếc, bọn họ nhất mạch năm đó phản bội, tiêu diệt lục kinh thiên bọn họ cái kia chủ mạch, dẫn đến lục gia nội tình toàn bộ tiêu hao. Bằng không mà nói, lấy lục gia nội tình, như thế nào Tiêu Phàm có thể so sánh. Đáng tiếc, thế gian này không có thuốc hối hận, nếu như bọn họ mạch này không phản bội, vậy bọn hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng chấp trưởng Thiên Vân Đế vực. Tiêu Phàm, các ngươi đem Quỷ lão thế nào? Lục Kinh Thần lấy lại tinh thần, nhíu mày nói. Điện chủ, lão nô ở chỗ này. Lục Kinh Thần vừa dứt lời, đột nhiên xa xa trong cổ lâm truyền đến một đạo kinh hoàng thanh âm, đó là một cái toàn thân rách mướp hắc bào nhân. Quỷ lão, Lục Kinh Thần đột nhiên vui vẻ, chỉ Tiêu Phàm bọn họ phẫn nộ nói, theo bản tôn giết bọn hắn. Bởi vì quá mức kích động, Lục Kinh Thần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, hiển nhiên, vừa rồi Quỷ Thiên Cừu đâm một kiếm kia ẩn chứa kịch độc, bằng không mà nói, không có khả năng để Lục Kinh Thần như thế khó xử. Điện chủ, người không sao chứ? Quỷ Hoang lảo đảo đi tới Lục Kinh Thần trước người, vội vàng đỡ lấy hư nhược Lục Kinh Thần. Quỷ lão, ta liền biết, ngươi sẽ không phản bội ta. Lục Kinh Thần nhe răng cười một tiếng, giữa hàm răng tràn đầy máu đen. Nhìn qua hết sức dữ tợn. Phốc phốc, nhưng mà, để đám người mắt trợn tròn chính là, cái kia Quỷ Hoang lại cùng Quỷ Thiên Cừu đồng dạng, thậm chí càng thêm tàn nhẫn, trực tiếp một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn. Lục Kinh Thần trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin. Vừa rồi Quỷ Thiên Cừu đâm hắn một kiếm thì cũng thôi đi, vì sao chân chính Quỷ Lão, cũng sẽ đối tự mình động thủ. Chẳng lẽ, hắn liền hoàn toàn không quan tâm mấy ngàn năm tình cảm sao? Lục Kinh Thần một trường đẩy ra Quỷ Hoang, nhưng hắn giờ phút này, đã không có bất luận khí lực gì, chỉ có thể miễn cưỡng đứng đấy. Không phải ta phản bội ngươi, mà là phụ tử các ngươi hai người không nên đánh ta đồ vật chủ ý. Quỷ lão thần sắc lạnh lùng hết sức, như thế đồ vật, là nhường ngươi đột phá đến thánh đế cảnh, thế nhưng muốn mệnh của ngươi. Đám người nguyên bản còn khinh bỉ nhìn xem Quỷ lão, bất quá nghe nói như thế về sau, lại là bình thường trở lại. Chỉ bất quá đám bọn hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, rốt cuộc là một kiện như thế nào đồ vật, có thể làm cho Lục Kinh Thần cùng Lục Thiên Vân đột phá thánh đế cảnh. Dứt lời, Quỷ Hoang thân hình lóe lên, cũng rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, hơi hơi cúi đầu nói, ra mắt công tử. Quỷ Hoang không có tự báo tính danh, Lục Thiên Vân tất nhiên có thể nghe ra tên hắn bên trong huyền bí, nghĩ đến nơi này cũng có rất nhiều người có thể nghe được. Xin đứng lên. Tiêu Phàm vội vàng hư đỡ dậy Quỷ Hoang, nói, từ ngày đó, mệnh ngươi làm Tu La Điện hữu hộ pháp. Từ khi thần Thiên Nghiêu gia nhập U Linh Vệ về sau, Tu La Điện hữu hộ pháp một mực thiếu, bây giờ có thể làm cho Quỷ Hoang gia nhập, Tu La Điện thực lực có thể nói tăng vọt. Tạ phủ chủ, Quỷ Hoang cung kính cúi đầu, đối Tiêu Phàm xưng hô cũng thay đổi. Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa nhìn về phía trời cao Lục Kinh Thần, lắp bắp nói, Lục Kinh Thần, sai lầm giống vậy. Ngươi liên tục phạm hai lần, hôm nay cũng là trời muốn diệt ngươi. Tiêu Phàm, kiếp sau làm người, bản tôn thế tất giết ngươi cửu tộc, diệt ngươi 18 đời. Lục Kinh Thần ngửa mặt lên trời gào thét lấy, tựa như dùng chút sức lực cuối cùng gào thét đi ra đồng dạng. Tiêu Phàm không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Ngay sau đó, lại là ba bóng người bỗng đạp không mà lên, trừ bỏ Tiêu Phàm bên người Quỷ Thiên Cừu cùng Quỷ Hoang bên ngoài. Còn có phía dưới quân Nhược Hoan. Ba người cơ hồ dùng hết toàn lực tấn công về phía Lục Kinh Thần, những người khác nhìn thấy một màn này, không khỏi có chút tê cả da đầu.
Nhất là Kiếm Vạn Tôn chờ tứ đại vực chủ, bọn họ sắp trơ mắt nhìn thấy cùng bọn hắn địa vị tương đối Lục Kinh Thần chết ở trước mặt bọn họ, cảm giác này cũng không phải bình thường khó chịu. Ha ha, Lục Kinh Thần hét dài một tiếng, ở ba người liên thủ công kích phía dưới, trực tiếp hóa thành bột mịn, cái gì đều không lưu lại. Lục Kinh Thần không phải đã phế sao, phủ chủ vì sao để ba người toàn lực công kích? Có người không hiểu hỏi, rất nhiều người lộ ra nghi hoặc. Trên không trung, Kiếm Vạn Tôn tứ đại vực chủ nhìn nhau. Kiếm Vạn Tôn thở sâu, thở dài, Lục Kinh Thần mặc dù chết rồi, nhưng là xem như chiếm được cường giả tôn nghiêm. Một đời vực chủ, đường đường thánh đế cảnh cường giả, bây giờ tận mắt vẫn lạc tại vô số tu sĩ trước mắt, cái này khiến đám người không thể tin được. Nhưng mà, để đám người càng thêm khó có thể tiếp nhận là, Thiên Vân Đế vực vậy mà cũng đã bị Tiêu Phàm tiêu diệt, chẳng lẽ Vô Tận Thần Sơn đã cường đại tới mức như thế sao? Phải biết, Thiên Vân Đế vực tồn tại vô số tuế nguyệt, có thể xa xa không chỉ Lục Kinh Thần cái này thánh đế cảnh cường giả, khẳng định còn có mặt khác thánh đế cảnh. Nhưng Vô Tận Thần Sơn có chừng hai cái đại đế cảnh cường giả, rõ ràng liền ở Vô Tận Thần Sơn A, Vô Tận Thần Phủ lại dựa vào cái gì tiến đến hủy diệt Thiên Vân Đế vực đây? Đám người mặc dù còn không có đạt được tin chắc đáp án, nhưng Lục Kinh Thần biểu hiện tuyệt đối không phải giả, hắn cũng không tất yếu hy sinh tính mạng của mình đến phối hợp với Tiêu Phàm diễn một tuồng kịch. Làm Lục Kinh Thần tử vong một khắc này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Cho dù là Vô Tận Thần Phủ người, cũng là không khỏi kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, bản thân Vô Tận Thần Phủ vậy mà như thế cường đại. Thật lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, Quân Nhược Hoan, Quỷ Hoang cùng Quỷ Thiên Cửu Tam người đã tới Tiêu Phàm bên người. Bất quá rất nhanh, không trung Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ chiến đấu cũng lần nữa bắt đầu. Lục Kinh Thần đã chết, người đầu hàng không giết. Lúc này, Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem trời cao những cái kia đại đế cảnh tu sĩ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Tựa như để những người này đầu hàng, chẳng qua là hắn bố thí mà thôi. Tiêu Phàm, người giết gia chủ, còn muốn chúng ta đầu hàng, ta nhổ vào. Không sai, chúng ta cận kề cái chết không hàng, có gan người giết chúng ta. Có mấy người tức giận trừng mắt Tiêu Phàm, thẳng tắp lấy lưng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Không hàng sao? Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang hai người đã biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Lục gia cái kia khoảng 40 cái đại đế cảnh tu sĩ bên trong, hai người nhân thủ một kiếm, đại sát tứ phương. Ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại là những cái kia tự cho là có được ngạo thế phong cốt Lục gia cấp dưới, ngã xuống hai người bọn họ dưới kiếm. Những người khác thấy thế, vội vàng hướng về bốn phía thối lui, chỉ có Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang hai người đứng ở chính giữa, lạnh lẽo nhìn lấy chung quanh Lục gia người. Nếu như có thể, Lục gia người đã sớm chạy trốn, đáng tiếc, bốn phía sớm đã bị Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ vây chật như nêm cối, muốn chạy trốn đều khó có khả năng trốn được. Hơn nữa, coi như không có Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ ngăn lại, lấy Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang thực lực, bọn họ cũng tuyệt đối trốn không thoát. Không hàng người, giết không tha. Tiêu Phàm thanh âm lạnh như băng tiếp tục vang lên, bất quá trên mặt nhưng như cũ lộ ra một vẻ nụ cười, chỉ là cái này nụ cười ở Lục gia những người kia xem ra, nhưng lại như là cùng ma quỷ nụ cười. Ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Lục gia một đám đại đế cảnh lại cũng không chịu nổi, vừa rồi Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang tốc độ xuất thủ quá nhanh, nhanh đến bọn họ đều trở tay không kịp. Ở Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang trước mặt, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản thực lực. Huống chi, bây giờ Lục Kinh Thần đã chết, bọn họ có ít người căn bản cũng không phải là người của Lục gia, chẳng qua là đổi một người hiệu chung mà thôi, cái này có cái gì không được. Cho dù là Lục gia người, cũng đều là một chút con em dòng thứ, bọn họ cũng không làm sao đem Lục Kinh Thần chết để ở trong lòng. Những cái kia cùng Lục Kinh Thần quan hệ không tệ mấy người, đã tất cả đều bị Quỷ Thiên Cửu vừa rồi giết chết. Còn dư lại những người này, cơ bản đều là không khả năng liều mạng cho Lục Kinh Thần báo thù. Tiêu Phàm nghe vậy, chỉ là cười nhạt nhìn xem bọn hắn, nói, vừa rồi các ngươi đã mất đi một cơ hội, hiện tại, nghĩ người đầu hàng, giao ra một sợi mệnh hồn. Cái kia chừng 30 cái đại đế cảnh tu sĩ thần sắc cứng đờ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nếu như nói vừa rồi Tiêu Phàm để bọn hắn đầu hàng,
vẫn chỉ là để bọn hắn cải biến một cái đối tượng thần phục mà thôi, mà bây giờ, bọn họ muốn đầu hàng, nhất định phải đem mệnh giao cho Tiêu Phàm. Đám người một trận trầm mặc, cũng không có trả lời ngay Tiêu Phàm lời nói. Thế nhưng là cự tuyệt sao? Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu là cự tuyệt, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ giết không tha, một tên cũng không để lại. Bây giờ Tiêu Phàm vẫn chỉ là để bọn hắn giao ra một sợi mệnh hồn, nếu là lần nữa quyết tuyệt, ai biết Tiêu Phàm còn có cho hay không bọn họ cơ hội sống sót. Đây là ta mệnh hồn, có một lão già mở miệng, quả quyết giao ra một sợi mệnh hồn. Cái gọi là mệnh hồn, chính là mệnh thạch bên trong một sợi chân hồn, có thứ này ở, Tiêu Phàm có thể tùy ý điều khiển sinh tử của bọn hắn. Ta cũng nguyện ý giao ra mệnh hồn, còn có ta, có cái thứ nhất, tự nhiên cũng liền có cái thứ hai, ngay sau đó liên tiếp, còn dư lại chừng 30 cái đại đế cảnh toàn bộ đều lựa chọn giao ra mệnh hồn. Còn có cái gì so sống sót càng quan trọng hơn đây? Tiêu Phàm thấy thế, lúc này mới hài lòng gật đầu, ra hiệu bên cạnh Quân Nhược Hoan đem những cái kia mệnh hồn nhận lấy. Quân Nhược Hoan trong lòng hơi hơi vui vẻ, hắn làm sao không minh bạch, Tiêu Phàm chính là muốn đem cái này chừng 30 cái đại đế cảnh giao cho hắn phân công a. Trước đó vô tận thần phủ tứ điện, yếu nhất chính là Tu La Điện cùng Thiên Hạ Điện. Nhưng Tu La Điện là hết sức đặc thù, căn bản không phải Thiên Hạ Điện có thể so sánh. Hơn nữa, từ khi Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang gia nhập về sau, Tu La Điện thực lực lại là trở tăng vô số lần, thậm chí để Tu La Điện trở thành mạnh nhất một điện. Dù sao, hai người liền thánh đế cảnh đều có thể ám sát, đây cũng không phải là mặt khác ba điện có thể so sánh. Quân Nhược Hoan tiến lên, đem cái kia chừng 30 sợi mệnh hồn nắm giữ ở trong tay, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút phỏng đoán, vì sao Tiêu Phàm sẽ đem đệ tứ điện gọi là Thiên Hạ Điện. Bởi vì Tiêu Phàm ý nghĩ, chính là dung nạp thiên hạ tu sĩ, không chỗ nào không cho phép, cho dù là phe địch người, hắn cũng dám thu nạp, đây cũng là Thiên Hạ Điện. Trong cao không, Kiếm Vạn Tôn cùng Thương Thiên Tiếu đám người nhìn thấy Tiêu Phàm chẳng những giết Lục Kinh Thần, lại còn đã thu phục được chừng 30 cái đại đế cảnh tu sĩ, cái này khiến bọn họ 10 điểm khó chịu, thậm chí có chút ghen ghét. Dù sao, đối với các đại đế vực mà nói, thánh đế cảnh cũng 10 điểm thưa thớt, đại đế cảnh mới là lực lượng trung kiên. Các ngươi còn không đi, sẽ không thực muốn chờ ta uống rượu à. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía trời cao Thương Thiên Tiếu cùng Võ Vân Quân hai người, trên người trán phóng một vòng nhàn nhạt sát ý. Thương Thiên Tiếu cùng Võ Vân Quân hai người nghe vậy, cơ thể hơi run lên, chẳng biết tại sao, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, trong bọn họ lòng có chút sợ hãi. Bọn họ thế mới biết, cái này hậu khởi chi bối đã không yếu hơn bọn họ, thậm chí vượt xa bọn họ. Hai người còn muốn nói điều gì, nhưng khi bọn họ cảm nhận được Tiêu Phàm trên người băng lãnh sát khí lúc, lại nhìn xa xa hai cái chiến trường một cái. Hiển nhiên, bọn họ còn đang chờ đợi lấy mặt khác hai cái chiến trường kết thúc. Thế nhưng là, Tiêu Phàm sẽ để cho bọn họ chờ đợi sao? Hiển nhiên là không thể nào. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía vừa mới thu phục Lục gia chừng 30 cái đại đế cảnh nói, hiện tại, đến các ngươi biểu hiện thời điểm, Thương Lan đế vực, Minh Viêm đế vực, phạm ta vô tận thần phủ, giết không tha. Vừa dứt lời, Thiên Vân đế vực cái kia chừng 30 cái đại đế cảnh cường giả bỗng nhiên phóng lên tận trời, cái này nhưng làm Võ Vân Quân cùng Thương Thiên Tiếu dọa cho phát sợ. Tiêu Phàm, bản tôn không để yên cho ngươi. Võ Vân Quân hét giận dữ một tiếng, liền mang theo thuộc hạ của hắn hướng về chân trời lao đi. Trong nháy mắt, Võ Vân Quân liền mang theo Minh Viêm đế vực một đám đại đế cảnh cường giả chạy trốn tới chân trời, không thấy bóng dáng. Thương Thiên Tiếu lại nơi nào còn dám do dự. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, Minh Viêm đế vực cùng Thương Lan đế vực không có người nào dám lưu tại vô tận thần sơn. Tiêu Phàm liền Lục Kinh Thần cũng dám giết, liền Thiên Vân đế vực cũng dám diệt, há lại sẽ sợ bọn họ những người này. Cũng may Tiêu Phàm đối bọn hắn cũng không sinh ra cái gì sát tâm, bằng không mà nói, bọn họ những người này có thể chưa hẳn thật sự có thể đào tẩu. Phải biết, Tiêu Phàm bên người nhưng còn có Kình Thiên cái này thánh đế cảnh cường giả. Cùng Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang hai cái này nhìn không thấu tu vi người chưa từng xuất thủ. Nhất là Quỷ Thiên Cửu cùng Quỷ Hoang, hai người bọn họ nếu là toàn lực ứng phó, lấy bọn họ thần xuất quỷ một bản lĩnh, lại có ai có thể từ trong tay bọn họ sống sót. Đợi đến hai đại đế vực cường giả rời đi,
vô tận thần phủ người nhất thời buông xuống đặt ở ngực tảng đá lớn. Bây giờ chỉ có đại hoang đế vực địch nhân rồi, lấy vô tận thần phủ bây giờ nội tình, căn bản không cần bất luận cái gì e ngại. Tiêu Phàm gọi lại chuẩn bị truy sát hai đại đế vực cường giả hơn 10 cái thiên vân đế vực tu sĩ, hắn hiện tại vẫn chưa muốn cùng những cái này đế vực không chết không thôi. Dù sao, không bao lâu, hắn liền sẽ tiến vào vạn tộc thí luyện cổ địa. Tiêu phủ chủ, kiếm vạn tôn đột nhiên thở sâu nhìn về phía Tiêu Phàm, một bên Phong Lôi Minh trong mắt cũng hiện lên một vòng chờ mong chi quang. Các ngươi có thể đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, cũng không phản ứng hai người. Hai người còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm thanh âm lại tiếp tục vang lên, Tiêu Mỗ không phải bội bạc người. Phong Lôi Minh cùng kiếm vạn tôn nghe vậy, gật đầu một cái, chắp tay một cái nói cáo từ. Dứt lời, hai người cũng không quay đầu lại rời đi, Tiêu Phàm tất nhiên nói như vậy, vậy chắc chắn sẽ không lừa bọn họ. Hai người cũng đã sớm không nghĩ ở tại vô tận thần phủ, nếu như không phải Tiêu Phàm dùng con của bọn hắn đến áp chế bọn họ nhưng không biết đứng ở Tiêu Phàm một phương, thậm chí sẽ đối Tiêu Phàm ra tay đánh nhau. Nếu quả như thật đối mặt sáu đại đế vực mà nói, Tiêu Phàm cũng sẽ đứng trước rất lớn áp lực, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm mặt khác đế vực trợ giúp. Chỉ bất quá, phóng nhãn man hoang cổ cương cấp dưới các đại đế vực, cũng sẽ không có người trợ giúp hắn, Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, tự nhiên chỉ có thể dùng áp chế biện pháp. Nếu như Phong Lôi Minh cùng kiếm vạn tôn biết rõ, con của bọn hắn căn bản không phải bị Tiêu Phàm uy hiếp, mà là cam tâm tình nguyện vì Tiêu Phàm phục vụ, lại không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chỉ là tạm thời mà nói, bọn họ là nhất định không thể nào biết. Tiêu Phàm cũng không quan tâm kiếm vạn tôn cùng Phong Lôi Minh rời đi, ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía Thiên Tinh Tử đám người cùng Diệp Khuynh Thành chiến trường. Nơi đó, một tầng màn ánh sáng lớn bao phủ thương khung, hình thành một đạo đều là cường đại kết giới, trong kết giới, đao quang kiếm ảnh, tung hoành tứ phương. Diệp Khuynh Thành cùng Thiên Mạc Ly hai người chiến thiên hôn địa ám, không thể không nói. Thánh đế cảnh thực lực, quá kinh người. Hai người đánh thiên băng địa liệt, càn khôn sụp đổ, nếu như không phải kết giới bảo vệ, đoán chừng toàn bộ thiên võ cổ vực đều đã bị hủy không sai biệt lắm. Tộc trưởng, ta đi giúp hắn một chút sức lực, Kình Thiên nhìn chăm chú trời cao chiến đấu, chủ động xin chiến. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại là khoát tay áo nói, không cần, một mình hắn là đủ. Kình Thiên hơi sững sờ. Hắn không biết Tiêu Phàm vì sao đối Diệp Khuynh Thành tự tin như vậy, Diệp Khuynh Thành tuy mạnh, thế nhưng đao ma Thiên Mạc Ly cũng rõ ràng không kém. Hơn nữa, thiên gia còn có trận pháp trợ trận Thiên Mạc Ly, liên tiếp, Diệp Khuynh Thành tất nhiên sẽ chậm rãi bị áp chế ở hạ phong. Chẳng lẽ Tiêu Phàm là muốn cho Diệp Khuynh Thành chịu chết hay sao? Bất quá tất nhiên Tiêu Phàm nói như vậy, Kình Thiên đương nhiên sẽ không đi hoài nghi Tiêu Phàm lời nói, hắn chỉ cần tuân thủ Tiêu Phàm mệnh lệnh. Bất quá, lúc này, Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy hắn lời nói xoay chuyển nói, Thiên Mạc sách chết, ngược lại là không quá quan trọng, thuộc hạ đi giết hắn chính là. Tiêu Phàm thoại âm vừa dứt, một bên Quỷ Thiên Cừu liền tại chỗ biến mất, không thấy bóng dáng. Cho dù là Kình Thiên, cũng không biết Quỷ Thiên Cừu là như thế nào biến mất, cái này khiến hắn kinh ngạc hết sức. Như thế đáng sợ ẩn nấp chi thuật, hắn nhưng là chưa từng nghe thấy. Nếu như Quỷ Thiên Cừu có thể lặng yên không tiếng động tới gần Thiên Mạc Sách, cái kia Thiên Mạc Sách lại có mấy phần cơ hội sống sót. Nghĩ vậy, Kình Thiên đều không tự chủ được hít vào ngụm khí lạnh, nhìn thật sâu bên cạnh quỷ hoang một cái. Tiêu Phàm ánh mắt lại là nhìn chằm chằm không trung, chuẩn xác mà nói, là hướng về Thiên Tinh Tử. Ánh mắt kia, liền tựa như một con rắn độc, tập trung vào con mồi của mình, tùy thời đều có thể cắn xuống một ngụm. A đột nhiên. Chân trời truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương, đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Thiên Mạc Sách ngực xuyên qua một chuôi lợi nhận, tinh hồng máu tươi phun ra ngoài. Ở Thiên Mạc Sách phía sau, lại là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái hắc bào nhân một kiếm xuyên qua Thiên Mạc Sách, liền nhanh chóng lùi về phía sau mấy chục bước, sau đó lại ẩn nấp ở trong hư vô. Nhanh như vậy, Kình Thiên cũng bị Quỷ Thiên Cừu chém giết thủ đoạn làm cho sợ hết hồn. Không nghĩ tới nhanh như vậy thành công. Phải biết, hắn mới vừa rời đi tầm mắt của mình thời gian mấy hơi thở, vậy mà liền xuất thủ. Thiên Mạc Sách khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi đen ngòm, hiển nhiên, vừa mới xuyên thủng hắn chuôi này lợi nhận có độc,
hơn nữa độc còn không phải bình thường bá đạo, hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì sinh lộ. Bốn phía tu sĩ cũng bị loại kia độc làm cho sợ hết hồn, bọn họ còn chưa từng thấy có thể hạ độc được thánh đế cảnh độc dược. Cha, Thiên Tinh Tử nhìn thấy nơi xa gào thảm Thiên Mạc Sách, sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời kêu sợ hãi không thôi. Thanh âm của hắn quá mức nhỏ bé, căn bản liền nghe không được, hơn nữa coi như Thiên Mạc Sách có thể nghe được, cũng không làm nên chuyện gì. Thiên Mạc Sách, ngươi chưa từng đo lường tính toán đến bản thân sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, ngay sau đó bỗng tại chỗ biến mất. Chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa, lại là ở Thiên Tinh Tử trước người, Tu La Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, một kiếm hướng về Thiên Tinh Tử mi tâm đâm tới. Xuất thủ nhanh, chuẩn, hung ác, Thiên Tinh Tử phản ứng cũng không chậm, vậy mà trước tiên lấy ra thời không chiến cổ, dùng sức một đòn, không gian xung quanh trong nháy mắt tan rã, trốn ra Tiêu Phàm tất sát nhất kích, vẻn vẹn đâm xuyên qua bờ vai của hắn mà thôi. Tiêu Phàm cũng phản ứng cực nhanh, Tu La Kiếm kéo cái kiếm hoa, lần nữa đâm về phía Thiên Tinh Tử mi tâm. A Thiên Tinh Tử biểu tình dữ tợn, hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm một cái, ngửa mặt lên trời gào thét nói, giống như bị điên. Sau đó hắn một đầu ghi vào cái kia hư vô liệt phùng bên trong, muốn từ hư vô liệt phùng bên trong đào tẩu. Thời không chiến cổ lưu lại cho ta, Tiêu Phàm hừ lạnh, hung mãnh công kích linh hồn bay thẳng Thiên Tinh Tử đi, một sát na kia, Thiên Tinh Tử hơi hơi chần chờ. Thiên Tinh Tử nắm lấy thời không chiến cổ cánh tay ném đi mà lên, cũng may hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, trong miệng phun ra một ngụm máu đỏ tươi, lại là hắn cắn nát đầu lưỡi, trốn khỏi một kiếp. Tiêu Phàm, ta Thiên Tinh Tử không giết ngươi, thề không làm người. Thiên Tinh Tử không tiếp tục để ý thời không chiến cổ, dứt khoát đầu nhập vào thời không liệt phùng bên trong, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm nhìn xem chậm rãi khép lại hư vô liệt phùng, cũng không có đuổi theo, Thiên Tinh Tử người này thực lực có lẽ không thế nào, nhưng là chạy trối chết thủ đoạn lại là chưa có người có thể so sánh. Cho dù hắn đuổi theo, cũng chưa chắc có thể giết chết được Thiên Tinh Tử. Cùng đem ý nghĩ đặt ở Thiên Tinh Tử trên người, còn không bằng lưu lại Thiên Mạc Sách cùng Thiên Mạc Ly bây giờ tới. Thời không chiến cổ, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Phàm ngắm nghía trong tay thời không chiến cổ, lập tức cảm nhận được một cỗ 10 điểm thân thiết khí tức. Bất quá, hiện tại không có đầy đủ thời gian cho hắn nghiên cứu, hắn trực tiếp đem thời không chiến cổ ném vào thể nội thế giới. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Thiên Mạc Sách, Thiên Mạc Sách giờ phút này sắc mặt tái xanh, thân thể lung la lung lay, lại không sức đánh một trận. Mà Quỷ Thiên Cừu lại vẫn không có ý bỏ qua cho hắn, liên tiếp ở trên người hắn đâm mấy kiếm, cuối cùng một kiếm càng là xuyên qua Thiên Mạc Sách mi tâm. Đám người chung quanh kinh hãi nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy toàn thân hiện nổi da gà lên. Cùng Tiêu Phàm là địch Vạn La Đế Vực, diệt. Mấy chục cái hô hấp trước đó, cùng Tiêu Phàm là địch Thiên Vân Đế Vực, cũng diệt. Mà bây giờ, Đại Hoang Đế Vực vực chủ Thiên Mạc Sách cũng hấp hối, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn muốn đem Đại Hoang Đế Vực cũng cho diệt sao? Chỉ là suy nghĩ một chút, đám người cũng cảm giác tê cả da đầu. Man Hoang Cổ Cương cũng liền 9 cái đế vực, bây giờ đã tiêu diệt 2 cái, càng là chết 3 đại vực chủ, ở Man Hoang Cổ Cương khuấy động vô số phong vân. Hơn nữa, Thương Lan Địa Vực cùng Minh Yểm Đế Vực đông đảo cường giả cũng bị Tiêu Phàm dọa đến hốt hoảng mà chạy, về sau sợ là khó có thể cùng Tiêu Phàm chống lại. Thậm chí, liền Thiên Kiếm Đế Vực cùng Phong Lôi Địa Vực vực chủ đối Tiêu Phàm lại kính vừa sợ, hơn phân nửa là không thể nào cùng Tiêu Phàm đánh nhau. Ngoại trừ 7 đại đế vực bên ngoài, ngoài ra còn có 2 đại địa vực không cùng Vô Tận Thần Phủ liền nhau, muốn ứng phó Vô Tận Thần Phủ cũng hết sức phiền toái. Hơn nữa, bọn họ cũng không khả năng vượt qua một đại đế vực đến cùng Tiêu Phàm là địch, trừ phi bọn họ đầu có bệnh. Từ nay về sau, mặt khác đế vực muốn cùng Tiêu Phàm là địch, đều phải ước lượng một lần thực lực bản thân. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm đang tổ chức khai phủ đại điển ngày đầu tiên, liền kiên định Vô Tận Thần Phủ địa vị, nhất cử trở thành đế vực cấp bậc thế lực. Những cái kia trước đó không coi trọng Tiêu Phàm người, giờ này ngày này, sợ cũng phải lau mắt mà nhìn. Thật lâu, Thiên Mạc Sách sốt cục ngã xuống, trước khi chết ánh mắt tràn đầy vô tận không cam lòng. Công tử, Thiên Mạc Sách thi thể xử lý như thế nào? Chẳng biết lúc nào,
Quỷ Thiên Cửu mang theo một mai mệnh thạch cùng một khỏa thế giới chi tâm đi tới Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm cũng không có khách khí, tiếp nhận mệnh thạch cùng thế giới chi tâm, nói, để Đại Hoang Đế vực người bản thân tiến tới lấy, về phần Đại Hoang Đế vực những người khác, thì không cần còn sống trở về đi. Là, công tử, Quỷ Thiên Cửu gật gật đầu, ngay sau đó cùng quỷ hoang đồng thời biến mất. Chỉ chốc lát sau, nơi xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại là nhìn thấy Đại Hoang Đế vực cường giả trên người bắn ra từng đạo huyết kiếm, toàn bộ thân thể nhanh chóng hướng về hư không rơi xuống đi. Hiển nhiên, là Quỷ Thiên Cửu cùng quỷ hoang xuất thủ, hai người bọn họ xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, Đại Hoang Đế vực cái kia hơn 10 cái đại đế cảnh, thật đúng là không đủ hai người bọn họ giết. Vẻn vẹn mấy thời gian 10 hơi thở, Đại Hoang Đế vực đại đế cảnh tu sĩ, toàn bộ ngã xuống, đại trận cũng đồng thời phá mở. Phốc phốc, lại là nhìn thấy một đạo lợi mang tại hư không nở rộ, Diệp Khuynh Thành trường kiếm trong tay nở rộ kiếm khí, hung hăng chém vào Thiên Mạc Ly trước ngực, máu tươi vẩy ra. Trước đó có trận pháp gia trì, Thiên Mạc Ly còn có thể cùng Diệp Khuynh Thành không phân cao thấp, nhưng đã mất đi trận pháp lực lượng, hắn lập tức rơi vào hạ phong. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, thời gian mấy năm, Diệp Khuynh Thành sợ là đã đạt đến một cái đáng sợ tầng thứ, thậm chí ngay cả hắn Tiêu Phàm đều muốn ngưỡng vọng cấp độ. Đám người nhìn thấy trời cao chiến đấu, cũng là một trận sợ hãi thán phục, chẳng lẽ Thiên Mạc Sách cùng Thiên Mạc Ly hai người huynh đệ, hôm nay đều phải chết ở chỗ này sao? Nhưng mà, sự thật thường thường cũng không phải là hướng về bọn họ nghĩ phương hướng phát triển, lại là Thiên Mạc Ly đột nhiên dưới chân đạp một cái, cực tốc hướng phía sau lao đi, cũng không có tiếp tục giao phòng ý nghĩa, ngược lại xoay người chạy. Chạy, đám người hơi hơi kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, Thiên Mạc Ly vậy mà lại xoay người bỏ chạy. Cái kia dù sao cũng là thánh đế cảnh cường giả, lại bị một cái nhân tài mới nổi cho giết lùi. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía Diệp Khuynh Thành ánh mắt cũng biến thành hết sức kính sợ lên, lại cũng không một người dám khinh thường hắn. Một cái liền thánh đế cảnh cường giả đều có thể giết chạy người, như thế nào bọn họ có tư cách có thể khinh thường. Nhưng mà, Tiêu Phàm nhìn thấy trời cao một màn kia, lại là híp híp hai mắt, một bên Kình Thiên cũng là nhíu mày. Người khác nhìn không ra, nhưng là hai người bọn họ lại là nhìn ra, Diệp Khuynh Thành rõ ràng là cố ý nhường Thiên Mạc Ly chạy trốn. Vừa rồi một kiếm kia, nếu như trên thân thể hắn phía trước, tốc độ tất nhiên sẽ càng nhanh. Hoàn toàn có thể một kiếm xuyên qua Thiên Mạc Ly mi tâm. Tộc trưởng, Kình Thiên đứng ở Tiêu Phàm sau lưng nhẹ giọng nói. Chỉ bất quá không đợi hắn đem lời nói ra, Tiêu Phàm liền khoát tay áo, trầm mặc không nói. Diệp Khuynh Thành lách mình đi tới Tiêu Phàm cách đó không xa, khẽ gật đầu nói, Đại Hoang Đế vực người đã giết lùi, cáo từ. Cũng không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diệp Khuynh Thành liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm híp híp hai mắt, từ khi Diệp Khuynh Thành huyết mạch phản tổ về sau, Tiêu Phàm cảm giác trên người hắn càng ngày càng lạnh. Lúc trước vừa mới phản tổ thời điểm, còn quỳ ở trước mặt mình, miệng nói điện chủ. Nhưng hiện tại, Diệp Khuynh Thành lại là liên xưng hô đều chẳng muốn nói ra khỏi miệng, cái này rõ ràng không phải Diệp Khuynh Thành làm người. Lấy Tiêu Phàm đối Diệp Khuynh Thành hiểu rõ, sợ là Diệp Khuynh Thành trên người đã xảy ra một chút khó có thể đối với người ngoài nói rõ sự tình. Thậm chí, Tiêu Phàm có loại ý nghĩ điên cuồng, kia liền là trước mắt Diệp Khuynh Thành, đã không phải là đã từng Diệp Khuynh Thành. Bất quá bất kể như thế nào, Tiêu Phàm đều không phải là đặc biệt quan tâm, bây giờ vô tận thần phủ, nhiều Diệp Khuynh Thành một cái không nhiều, thiếu hắn một cái cũng không ít. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vô tận thần phủ thêm ra như vậy một cỗ không cách nào nắm trong tay lực lượng, chỉ ít ở hắn không có đầy đủ thực lực ngăn chặn Diệp Khuynh Thành trước đó. Tiêu Phàm sẽ không để cho hắn trở lại vô tận thần phủ. Diệp Khuynh Thành một người đều không giết, lại làm cho lão tam người thiếu hắn một cái nhân tình, Diệp Khuynh Thành lúc nào trở nên như vậy gian trá. Nam Cung Tiêu Tiêu đi tới Tiêu Phàm trước mặt, bực tức nói. Tiêu Phàm lại là khẽ cười một tiếng, nói, người thì sẽ đổi biến, không phải sao. Đám người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, nhưng cũng không tốt trách cứ Diệp Khuynh Thành. Thật lâu. Quân Nhược Hoan đi đến Tiêu Phàm bên người, nói, phủ chủ, kịp thời đã đến, có thể vào chỗ ngồi. Không vội, Tiêu Phàm tiến lên một bước, lãnh đạm quét mắt phía dưới quảng trường, con người băng lãnh từ một đám tu sĩ trên người đảo qua.
Rất nhiều người chỉ cảm giác mình bị từng chuôi lợi kiếm đỉnh lấy cổ họng đồng dạng, toàn thân phát lạnh. Ta nhớ được lúc trước hủy diệt thiên võ vực người, trừ bỏ bốn đại đế vực bên ngoài, còn có tám đại cổ vực. Tiêu Phàm thanh âm lạnh lùng vang lên, đâm vào cốt tủy nói, những cái kia đế vực ân oán đã coi xong, hiện tại nên cùng các ngươi những cái này cổ vực từng cái thanh toán. Tiêu Phàm thoại âm vừa rơi xuống, quảng trường phía trên không ít tu sĩ trong ánh mắt lóe lên khủng hoảng. Hiển nhiên, những người này lúc trước đều tham dự vào hủy diệt thiên võ vực hành động bên trong. Những người này tới đây, vốn là đến xem kịch vui. Ở phần lớn người xem ra, Tiêu Phàm hủy diệt vạn la đế vực chỉ là may mắn mà thôi, địch nhân của hắn cũng không chỉ vạn la đế vực, mà là mấy đại đế vực. Vô tận thần phủ khai phủ ngày, cũng tất nhiên chính là nó diệt vong ngày. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm rốt cuộc lại ở ngay trước mặt bọn họ. Diệt thiên vân đế vực, càng là giết đại hoang đế vực vực chủ thiên mạc sách. Một hệ liệt sự kiện, mang cho bọn hắn cũng không phải bình thường rung động cùng sợ hãi. Rất nhiều người vốn còn muốn thừa dịp Tiêu Phàm không phát hiện lặng lẽ chạy đi, đáng tiếc, bọn họ căn bản không có lá gan này. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng ôm may mắn trong lòng, nghĩ đến Tiêu Phàm cũng không biết tìm bọn hắn những người bình thường này phiền phức, dù sao đối thủ của hắn cũng đã là đại đế cảnh. Thậm chí thánh đế cảnh cường giả. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn, mà là chuẩn bị cùng bọn hắn từng cái thanh toán. Có thể nói, Tiêu Phàm hiện tại một câu, liền có thể tùy tiện quyết định sinh tử của bọn hắn. Đám người phía dưới có chút dục dịch, bất quá rất nhanh lại trở nên yên lặng, đoán chừng rất nhiều người cũng nghĩ, Tiêu Phàm cũng không khả năng đem bọn hắn tất cả đều nhận ra. Chỉ cần bọn họ chết không thừa nhận, Tiêu Phàm chẳng lẽ còn có thể lạm sát kẻ vô tội hay sao? Đáng tiếc, bọn họ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm báo thù quyết tâm. Bản thân chủ động điểm, bổn phủ chủ có thể để hắn chết thống khoái một chút. Tiêu Phàm ngữ khí vô cùng băng lãnh, nếu là bị ta điều tra ra, ta sẽ nhường hắn hiểu được, cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói xong, rất nhiều người không khỏi dùng mình một cái, từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân. Tất cả mọi người được chứng kiến Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn, hắn có thể nói ra lời này, nhất định là nói đến liền có thể làm được. Chỉ là dù vậy, những người kia cũng không khả năng chủ động đi ra, chỉ cần có một tia cơ sẽ sống sót, bọn họ cũng sẽ không vứt bỏ. Đứng ra, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ, mà ẩn tàng trong đám người, thì có một tia kia hy vọng sống sót. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, đám người tiếng hít thở. Vô cùng rõ ràng. Sự tình cũng không có vượt qua Tiêu Phàm ngoài ý muốn, hắn biết rõ, những người này nhất định là sẽ không đứng ra. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, chỉ là cái kia nụ cười, lại là băng lãnh đến cực điểm, ở đại bộ phận xem ra, đó nhất định chính là ma quỷ nụ cười. Về phần ngụm kia răng trắng như tuyết, chính là dã thú nhe răng trợn mắt bộ dáng. Đùng đùng, lúc này Tiêu Phàm hai tay nhẹ nhàng vỗ, lại tựa như một đạo kinh lôi đồng dạng, vang vọng ở đám người bên tai. Ao ao ao, một trận dây sắt tiếng ma sát vang lên, đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy quảng trường một bên một tòa cung điện cửa ra vào, có một cái nam tử áo bào xanh còng xích sắt, từng bước một hướng về quảng trường đi tới. Đám người run lên trong lòng, không biết Tiêu Phàm là ý gì, chỉ có số ít người, nhìn thấy cái kia nam tử áo bào xanh thời khắc. Lại là con người bỗng nhiên co rụt lại. Là Thanh Hồng Thần Vương, có người thấp giọng kinh hô mà ra, nhận ra cái kia nam tử áo bào xanh thân phận. Thanh Hồng Thần Vương, tên là Hoàng Phủ Thanh Hồng, chính là Thiên U vực vực chủ, cũng là Hoàng Phủ gia tộc gia chủ, con của hắn Hoàng Phủ Hoàng Tiêu cùng Hoàng Phủ Văn Phong, đều chết ở trong tay Tiêu Phàm. Lúc trước, Hoàng Phủ Thanh Hồng cũng ra lệnh cho Thiên U vực đối thiên võ vực xuất thủ, tạo thành không ít sát nghiệt. Tiêu Phàm trực tiếp sai người đem Hoàng Phủ Thanh Hồng cho bắt sống tới. Một số người nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Hồng thời khắc, vội vàng cúi thấp đầu, sợ bị nhận ra được. Mà mặt khác càng nhiều người thì là lo lắng, tất nhiên Tiêu Phàm bắt sống Thiên U vực vực chủ Hoàng Phủ Thanh Hồng, cái kia hắn có phải hay không cũng bắt các cổ vực khác vực chủ đây. Nếu thật là dạng này, vậy thật là có khả năng nhận ra. Hơn nữa, Hoàng Phủ Thanh Hồng giờ phút này máu me khắp người. Rõ ràng là bị giày vò đến rất thảm duyên cớ, nếu như bọn họ rơi ở trong tay Tiêu Phàm, chẳng phải là thảm hại hơn.
nếu không phải kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, có lẽ rất nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn. Hoàng phủ Thanh Hồng, đem Thiên U vực người từng bước điểm ra đến, cũng đừng làm cho bổn phủ chủ thất vọng. Tiêu Phàm nhe răng cười nói. Nói xong, Hoàng phủ Thanh Hồng chậm rãi nâng lên con ngươi, nhìn về phía quảng trường phía trên, khi ánh mắt của hắn đảo qua thời khắc, tất cả mọi người không kiềm hãm được cúi đầu xuống. Chỉ chốc lát sau, Hoàng phủ Thanh Hồng nâng lên một cái khô gầy nhuốm máu tay, chật vật chỉ trong đó một cái phương hướng. Siêu, chỉ một thoáng, một bóng người bỗng nhiên đạp không mà lên, hình thái bối rối, trong nháy mắt chui ra vài dặm khoảng cách. Đáng tiếc, hắn tốc độ như vậy, lại có thể từ Tiêu Phàm trong tay bọn họ đào thoát, lại là Tiêu Phàm giương tay vồ một cái, thân ảnh kia tựa như không bị khống chế đồng dạng, trực tiếp bay ngược mà quay về. Bản phủ cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có chân quý. Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đoàn ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt bao phủ người kia. Bây giờ vô tận chi hỏa đã đạt đến đế hỏa cấp độ, há lại bình thường người có thể chống đối. Vẻn vẹn hai cái thời gian hô hấp, liền truyền đến một trận tê tâm liệt phế thanh âm, đám người nghe được cái này tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng mà, ngọn lửa kia cũng không có lập tức thiêu chết hắn, mà là thiêu hủy da thịt của hắn, sau đó thiêu hủy hắn huyết nhục, chậm rãi kéo dài đến xương của hắn tủy. Quá trình này, thống khổ tới cực điểm, cũng không phải bình thường người liền có thể chịu được. Giết ta, giết ta, người kia tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhưng mà, Tiêu Phàm liền tựa như không nghe thấy đồng dạng, mà là nhìn phía dưới trên quảng trường tu sĩ nói, lúc trước bọn họ ứng phó thiên võ vực tu sĩ thời điểm, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay thống khổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sẽ đem ngươi linh hồn rút ra, bị thiên hỏa phần luyện vạn năm, để các ngươi biết một lần cái gì gọi là thống khổ. Tiêu Phàm lời nói, liền tựa như kim đâm đồng dạng, hung hăng đâm vào ở đây rất nhiều tu sĩ trong lòng. Các ngươi lúc trước đồ sát thiên võ vực thời điểm, có từng cảm nhận được bọn họ thống khổ trên người. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, chỉ là cười lên càng ngày càng khủng bố cùng tàn nhẫn. Tiêu Phàm, giết người bất quá đầu chạm đất, người không cần thiết tàn nhẫn như vậy a. Có người nhìn không được hỏi, chỉ bất quá không dám nhận mặt nghi vấn Tiêu Phàm, chỉ có thể truyền âm. Hôm nay, là vô tận thần phủ khai phủ ngày, ngày xưa ân oán, tự nhiên muốn tính toán rõ ràng. Tiêu Phàm ngữ khí bình thản, tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Tiêu Phàm, người sẽ không sợ vô tận thần phủ khai phủ ngày nhuốm máu, gặp báo ứng sao? Lại có người bí mật truyền âm quát. Lấy các ngươi nhiệt huyết, chúc thần phủ huy hoàng, có gì không thể? Tiêu Phàm thoải mái cười nói. Lấy các ngươi nhiệt huyết, chúc thần phủ huy hoàng. Đám người nghe nói như thế, không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ biết rõ, hôm nay Tiêu Phàm chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, lời còn chưa dứt, lại là nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ quảng trường bên cạnh cung điện cửa lớn đi ra, nhìn thấy từng trương khuôn mặt, người ở chỗ này sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt hết sức. Ao ao ao, hư không bên trong vang lên một trận dây sắt ma sát mặt đất thanh âm, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía cái kia thiền điện cửa ra vào, lại là nhìn thấy mười mấy bóng người đi ra. Mỗi người hai tay hai chân đều bị dây sắt trói buộc, trên người vết thương chồng chất, kết tràn đầy huyết u cục, hết sức thê thảm. Nhưng làm đám người nhìn thấy mặt mũi của bọn hắn lúc, lại là tràn đầy rung động, thậm chí kinh khủng. Đó là huyền thiên cổ vực vực chủ, nguyệt gia gia chủ, huyền nguyệt cổ vực không phải bị tiêu diệt sao, làm sao bọn họ vực chủ còn sống. Không chỉ huyền thiên cổ vực vực chủ, còn có tử dương cổ vực vực chủ, lúc trước hắn cũng từng tham gia hủy diệt thiên võ vực chiến đấu, vậy mà cũng bị bắt tới. Còn có cái kia, bọn họ đều là nhất vực chi chủ, lúc trước đều muốn diệt đi thiên võ vực cho hả giận, không nghĩ tới hôm nay liền rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Từng đợt kịch liệt tiếng nghị luận vang lên, giống như nấu sôi nước sôi đồng dạng, quanh quẩn tại hư không, giờ khắc này, trong mọi người tâm đều tràn đầy kinh hãi. Ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm vậy mà như thế điên cuồng, ở vô tận thần phủ khai phủ ngày, không chỉ có giết đại hoang đế vực vực chủ, tiêu diệt thiên vân đế vực, hơn nữa tính cả tám đại cổ vực vực chủ cũng sống bắt mà đến. Hơn nữa đã trở thành quá khứ vạn la đế vực, lúc trước tham dự qua hủy diệt thiên võ vực chiến tranh thế lực, đã chỉ còn lại có Thương Lan đế vực cùng Minh Viêm đế vực.
Hai đại đế vực người hôm nay mặc dù yên ổn thối lui, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, đây chẳng qua là Tiêu Phàm không hoàn toàn chắc chắn lưu bọn hắn lại. Cái này cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm từ bỏ phần cừu hận này, chỉ là đem phần cừu hận này tạm thời rời lại mà thôi. Dù sao, một khi giết Thương Lan đế vực cùng Minh Viêm đế vực vực chủ, không nói sẽ cho Vô Tận Thần Phủ tạo thành rất lớn khốn cảnh, cũng vô cùng có khả năng để Man Hoang Cổ Cương nhúng tay. Vô luận điểm nào nhất, đều không phải là Tiêu Phàm muốn thấy. Đem các người địa vực người tìm cho ta đi ra, ta có thể cho các ngươi một cái thông khoái. Tiêu Phàm lăng không mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phía dưới một loại tù nhân đạo. Đám người mí mắt một trận cuồng loạn, Tiêu Phàm dám nói lời như vậy, hiển nhiên sẽ không sợ những người kia không đáp ứng. Cũng chính là bởi vì như vậy, mọi người mới kinh ngạc như thế, phải biết, cái này nhưng đều là các đại cổ vực vực chủ A, thực lực mạnh mẽ không nói, ý chí cũng 10 điểm kiên định. Nhưng hiện tại, bọn họ vì chết thống khoái đi, không thể không thỏa hiệp ở Tiêu Phàm uy hiếp dưới, có thể nghĩ bọn họ đã trải qua như thế nào dày vò cùng tra tấn. Quả nhiên, Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, liền có mấy nhân theo lấy quảng trường nhìn tới, có mấy người càng là không chút do dự chỉ ra một số người. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng không trông cậy bọn họ có thể đem các đại cổ vực người chỉ ra, hắn làm như thế, chỉ là muốn nói cho người đời, hắn Tiêu Phàm là một cái có cửu báo cửu người. Về sau nghĩ đến làm khó người đứng bên cạnh hắn thời điểm, phải suy tính một chút hậu quả. Trước mắt tám đại cổ vực, liền là ví dụ rất tốt, liền bởi vì bọn hắn đã từng nghĩ tới hủy diệt thiên võ vực, bây giờ riêng mình địa vực tất cả đều hủy diệt không nói, liền bản thân đều trở thành tù nhân. Hô hô, làm những cái kia tù nhân ánh mắt nhìn tới thời khắc, vô số thân ảnh ở hốt hoảng bên trong đạp không mà lên, giờ phút này không trốn, lại không chạy trốn khả năng. Ai cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ bị bản thân vực chủ bán rẻ một ngày, hơn nữa còn vẻn vẹn vì chết càng thêm thống khoái mà thôi. Có một người dẫn đầu, những người khác lập tức cũng lấy lại tinh thần đến, hiện tại tập thể chạy trốn, bọn họ tốt xấu cũng có hàng trăm hàng ngàn người, coi như Vô Tận Thần Phủ cũng không khả năng đem bọn hắn toàn bộ bắt tận. Đáng tiếc, bọn họ quá xem thường Tiêu Phàm lá bài tẩy. Cũng liền tại bọn hắn đạp không mà lên một sát na kia. Hư không đột nhiên hào quang nở rộ, trong nháy mắt dung hợp thành một đạo kết giới, đem cả tòa Vô Tận Thần Sơn bao phủ ở bên trong. Thình thịch, những cái kia vừa mới chạy trốn tới giáp danh tu sĩ, bỗng nhiên bị trận pháp màn sáng bắn ngược trở về, trên mặt đều là tuyệt vọng. Ngay sau đó, một cỗ hoảng sợ chi uy từ thiên rơi vào, ép trong lòng mọi người, để cho người ta xông không qua khí đến, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi bọn hắn đang lúc tuyệt vọng, từng đạo bóng đen bóng từ trong hư vô xông ra, một kiếm xuyên qua thần lực của bọn hắn biển, phế bỏ bọn hắn tu vi. Sau đó như ném rác rưởi một dạng ném xuống phía dưới quảng trường, hư không lập tức rơi ra mưa người, không thuộc về tám đại cổ vực tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Thời gian uống cạn nửa chén trà về sau, hư không tràn ngập xương máu dày đặc, tản ra chán ghét mùi hôi thối, để cho người ta khó ngửi hết sức. Tất cả trốn chạy tám đại cổ vực tu sĩ, tất cả đều bị Tu La Điện người phế bỏ tu vi, từng lớp quỳ sát ở trên quảng trường, nhiều đến hơn nghìn người. Hơn nghìn người thành hàng quỳ xuống, như thế tràng diện, hùng vĩ hết sức. Bất quá trên quảng trường bầu không khí lại là vô cùng khẩn trương, đám người đều nhìn về Tiêu Phàm, muốn biết Tiêu Phàm đến cùng xử trí như thế nào những người này. Chỉ chốc lát sau, tám đại cổ vực vực chủ quỳ ở hơn nghìn người phía trước nhất. Tựa như đang đợi sau cùng thẩm phán. Ở dọc theo quảng trường, có một khối đạt đến mười mấy trượng to lớn thạch bi giống như máu nhuộm, hết sức đỏ tươi. Tám đại cổ vực hơn 1.000 người, chính là quỳ sát ở trước tấm bia đá, bao phủ ở khủng hoảng vô tận. Thật lâu, Tiêu Phàm tiến lên một bước, con người băng lãnh quét mắt phía dưới 1.000 người, nói các ngươi những người này, còn không đủ để làm thiên võ vực chết đi ức vạn vong linh tha tội. Hôm nay, chỉ là dùng máu của các ngươi tế điện một chút mà thôi, mà cái này, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên duỗi ra một ngón tay, một đạo huyết quang tại hư không đột nhiên nở rộ, sau đó hóa thành vô số lợi kiếm, gào thét mà ra. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, vô số lợi kiếm trong nháy mắt xuyên thủng mọi người cổ họng, cắt lấy đầu của bọn hắn,
sau đó nhục thân cũng bị kiếm khí xoắn thành bột mịn. Huyết vụ đầy trời tại hư không quay cuồng, sau đó điên cuồng tràn vào cái kia to lớn trên tấm bia đá, cả khối thạch bi bị nhiễm càng thêm đỏ tươi, yêu diễm, giống như một đóa nở rộ hoa hồng, hết sức chói mắt. Tê đám người thấy thế, trên người không khỏi hiện nổi da gà lên. Nhưng mà, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm buông tay một chiêu, từng đạo lưu quang từ cái kia trong huyết vụ bắn ra, lại là hơn ngàn người linh hồn. Cong ngón búng ra, một đạo ngọn lửa màu vàng rơi ở phía trên bia đá, lập tức gặp huyết liền trướng, run giọng một cỗ to lớn hấp lực, đem hơn ngàn người linh hồn hút vào trong đó. Sau này, các ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo sám hối, thẳng đến các ngươi linh hồn vĩnh viễn tiêu vong. Tiêu Phàm mặt không thay đổi phun ra một câu. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, câm như hến, tất cả đều bị Tiêu Phàm thủ đoạn tàn nhẫn cho khiếp sợ đến. Người đã chết cũng không đáng sợ là, linh hồn còn phải gặp vô tận tra tấn. Những người còn lại âm thầm thề, về sau tuyệt đối không nên cùng Tiêu Phàm là địch, cho dù cùng Tiêu Phàm là địch, cũng không cần đổ sát vô tận thần phủ kẻ yếu. Bằng không mà nói, tất nhiên sẽ lọt vào Tiêu Phàm tàn nhẫn trả thù. Ân oán đã thanh toán, khai phủ lễ mừng hiện tại bắt đầu. Tiêu Phàm lại là tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhẹ nhàng khoát tay một cái nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 154.